cần biết rõ đường giảng sanh. Kính gửi đạo huynh Thiện Khánh, Diệu Âm có chút duyên sự phải đi Pháp, Âu Châu hơn một tháng. Vừa về thì nhận được thư của anh và một số thư khác. Diệu Âm xin hồi thư anh. Việc may mắn đầu tiên khi vừa về tới Úc thì tôi đã sớm có dịp được bái kiến Hòa Thượng Tịnh Không và trình bày lên Ngài cái nguyện vọng của anh. Ngài đã hứa khả. Nhưng trong thời gian này Ngài rất bận, vừa mới xong mấy đại lễ thì Ngài đã phải bôn ba xuất ngoại để hoằng pháp. Thôi thì cũng tùy duyên, có duyên thì hữu cầu tất ứng, chứ không nên vội. Nếu anh có được thủ bút của Ngài thì thật là quý quá lắm vậy. Kính anh Thiện Khánh, có lẽ chúng ta có duyên với nhau nên đời này ở xa mà thành ra gần. Tôi rất sung sướng được làm quen với một người biết làm thơ, biết tu hành và tâm hồn nhiệt thành như anh. Đọc thư anh rất lấy làm cảm kích, nhưng thật sự không dám nhận những lời tán thán và cảm ơn của anh. Khi gặp được pháp môn niệm Phật thì tôi tin tưởng, rồi lấy lòng tín ngưỡng đó mà thành tâm khuyên người niệm Phật, lòng chân thành khuyên giải, mong cho những ai nghe được phát khởi lòng tin, muốn được giảng sanh, chí tâm niệm Phật, cầu xin cho tất cả đều đắc được thiện lợi. Diệu Âm chỉ được bấy nhiêu đó mà thôi. Triệt Ngộ Thiền Sư nói: Nhất cú Di Đà đắc đại tự tại, chuyển biến thánh phàm, dung thông thế giới. Niệm một câu A Di Đà Phật, được đại tự tại tam muội, siêu phàm nhập thánh, dung thông quán suốt mười phương thế giới. Tam muội là chánh thọ hay thiền định, đắc đại tự tại là được đại thiền định. Cho nên pháp môn niệm Phật không khác với pháp môn thiền, mà là pháp tối thượng thiền. Người nào một lòng thành tâm niệm A Di Đà Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương, tin tưởng vững chắc như vậy mà tu hành, thì sự vô ngại, lý vô ngại, lý sự vô ngại, quyết định dung thông pháp giới, thành tựu đạo quả. Định tâm vào câu A Di Đà Phật, định hướng tương lai tại Tây Phương Cực Lạc, coi việc giảng sanh tịnh độ là tối quan trọng. Đây gọi là chánh định tụ. Thọ mạng này quá ngắn ngủi, vô thường tấn tốc, mà tâm thì lao chao gặp đâu tu đó, không có hướng đi nhất định, gọi là bất định tụ. Giảng sanh Tây Phương được thì được tất cả, chưa giảng sanh Tây Phương thì còn chịu cảnh vô thường. Còn ở trong vô thường thì dù cho thông giải kinh điển, có được thiền định nào đó của thế gian thì cũng chỉ là cảnh vô thường. Thấy rõ ràng mình không có đủ khả năng tự vượt thoát tam giới mà vẫn cố chấp không chịu niệm Phật để phải chịu thiệt thòi, thì gọi là tà định tụ. Bất định và tà định không có khả năng về tới cảnh Tây Phương, chỉ có chánh định mới được giảng sanh. Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lý đạo này Phật nói rõ trong kinh Vô Lượng Thọ, nhưng người thế gian có mấy ai hiểu thấu. Anh Thiện Khánh kính, trong đời này chúng ta có duyên niệm Phật là có cái nhân lành tịnh độ. Nhân có, duyên đến thì nay ra hoa. Xin gìn giữ cái hoa này cho thật cẩn thận thì tương lai chắc chắn sẽ kết trái. Mừng cho chúng ta cùng đi chung một đường, về chung một hội. Hãy dành nhiều thì giờ cho sự giảng sanh Tây Phương, để đạo quả của chúng ta được sớm ngày thành tựu viên mãn. Cơ hội này không phải dễ tìm đâu, xin chớ xem thường. Có nhiều người tu học Phật trọn cả cuộc đời mà nhiều khi không gặp được pháp niệm Phật, không biết câu A Di Đà Phật để niệm, không rõ đường giảng sanh, để cuối đời ra đi trong mê mờ mù mịt, khiến cho thần thức vốn dĩ giải thoát nay phải biến thành một thứ vong hồn lưu lạc buồn đau. Hoặc là như Đức Khổng Phu Tử nói, một loại du hồn dứt dưỡng, đây là vì dũng tính mà đành chịu mãi trầm luân trong bể khổ, thật quá tội nghiệp, quá đáng tiếc. Tu học Phật phải nhắm đến việc siêu thoát lục đạo luân hồi, chuyển phàm thành thánh, phải biết chủ động phương pháp, vạch rõ đường đi để cứu lấy huệ mạng của mình, phải sáng suốt chọn hướng giải thoát,
chứ tu hành không phải là để khi chết được cầu siêu. Có nhiều người rất muốn được siêu sanh, nên thường dặn dò con cháu rằng, khi ta chết rồi, hãy nhớ đến chùa cầu siêu giùm ta. Đáng thương thật, được siêu sanh hay không là do tự chính mình phải biết tu hành đúng cách, phải tự thắp đuốc soi sáng đường đi. Muốn viên mãn giác ngộ thành Phật, thì lời Phật dạy trong kinh điển là ngọn đuốc soi sáng tâm hạnh. Phật dạy, niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ để được siêu sanh. Mình không chịu niệm Phật lại tự đi theo con đường riêng, hoặc nằm đó chờ chết để cầu người đến siêu độ, có phải là đi sai đường rồi chăng? Người học Phật thời nay hầu hết sơ suất về chuyện này, thường nặng về tu phước, còn việc sanh tử thì không lo. Một trong những lý do có lẽ là ỷ lại rằng chết rồi sẽ được cầu siêu. Phật giáo là đạo cứu khổ, cứu nạn, cứu sanh tử cho chúng sanh. Cứu sanh tử nghĩa là sẽ vô sanh vô tử, vượt thoát tam giới thành Phật. Chứ học Phật đâu phải là cách chờ chết rồi xin cầu siêu. Xin tất cả chư vị đồng tu, những người đang học Phật nên sớm thức tỉnh, nghiên cứu lại kinh Phật cho thật kỹ, mà giác ngộ đường tu, để khỏi oan uổng công phu tu tập. Nói như vậy không có nghĩa là phá bỏ việc cầu siêu. Cầu siêu là việc phải làm, cần phải làm, đành phải làm vì có quá nhiều người chết. Nhưng còn có những việc cần thiết hơn nữa, không thể không làm. Đó là pháp cứu người khỏi chết, vững vàng siêu sanh. Một là tu hành phải hợp căn, hợp sự, hợp lý. Hai là biết cách hộ niệm vãng sanh trước khi chết, ở phút lâm chung, sau khi lâm chung. Những điều này quan trọng gấp trăm ngàn vạn lần hơn sự cầu siêu. Thế mà nhiều người lại xem thường. Thật quá thiếu sót, quá sơ suất. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện tại Nepal lập đạo, ở đó đã có tới 96 đạo giáo. Trong những giáo phái này, họ cũng tu thiền, tu phúc, tu huệ đầy đủ, công phu rất cao, chứng đắc không phải thấp. Họ có thể đạt những mức thiền định rất thâm hậu, có trí huệ, có thần thông, có chứng ngộ. Nhưng tất cả vẫn chỉ là phước báo nhân thiên, chưa có đủ năng lực thoát dòng tam giới. Đức Phật thị hiện xuống phàm chính là để giải quyết cái vấn nạn này, nghĩa là cứu cái sanh tử khổ nạn của chúng sanh, chứ không phải tạo thêm phương tiện mới cho chúng sanh chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Thời mạt pháp này muốn vượt thoát luân hồi lục đạo, muốn viên thành Phật đạo, thì không có đường nào đơn giản, vững vàng và nhanh chóng bằng đường niệm Phật giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Kinh Đại Tập Phật dạy, chúng sanh trong thời mạt pháp phải nương theo pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Niệm Phật thoát luân hồi là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải chết. Người đã giảng sanh thì đâu cần tới chuyện cầu siêu. Người trông cậy vào sự cầu siêu là vì chỉ biết chờ chết, chứ không biết đi giảng sanh. Nói cách khác, không biết tu đường đắc giảng sanh, thành ra chỉ tu theo đường chờ chết. Chết trong lục đạo và giảng sanh về Tây Phương là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Trước đây chúng ta đã bàn qua khá nhiều rồi. Người chết rồi quả thật đáng thương hại. Vì quá thương hại cho người chết nên phải tổ chức cầu siêu cho họ. Phật dạy, lấy từ bi làm gốc, người học Phật phải có tâm cứu độ chúng sanh. Cứu người thì còn nước, còn tát. Cầu siêu là lòng chân thành muốn cứu độ vong linh, mong cho tương lai người đó trở về với Phật pháp tu hành đứng đắn để có cơ hội được độ. Còn việc sẽ được độ hay không còn tùy thuộc vào rất nhiều nhân duyên, chứ đâu phải cầu siêu là chắc được siêu sanh. Ấy thế mà nhiều người cứ đem huệ mạng của mình kỳ vọng vào điều này. Thậm chí nhiều nơi còn lập giá biểu để cầu siêu, thật là hết chỗ nói. Theo như Ngài Tịnh Không nói, trong Phật giáo, sự cầu siêu chỉ mới xuất hiện từ thời nhà Đường bên Trung Quốc, khi tướng An Lộc Sơn tạo phản, gây nên quốc nạn tương tàn, người chết vô số. Đường Huyền Tông năm Khai Nguyên thứ 26 mới lập ra Khai Nguyên tự để siêu độ cho tướng sĩ Trận Vong, cho vong linh tử nạn.
siêu độ từ đó mà có. Trong thư anh viết: tôi làm con của mẹ tôi mà tôi không có đủ lời lẽ để khuyên mẹ mình. Mong anh thương tình một lần khuyên thẳng cho dài hạn. Đọc tới lời này, anh Thiện Khánh đã làm tôi vô cùng cảm động. Anh là người có kiến giải về Phật Pháp không phải thường, có những tư tưởng sâu sắc, có tâm cầu đạo rất mạnh và tu hành lâu năm. Thế mà anh còn có những lời khiêm nhường đáng kính. Thực ra tôi đã làm theo lời anh lâu rồi mà anh không để ý đó thôi. Trong những lời thư khuyên cha mẹ, anh chị em, bạn hữu niệm Phật, Diệu Âm có nhiều lần cầu xin những lời khuyên chân thành này cùng đến với tất cả những ai hữu duyên, giúp cho người thấy phần nào chân tướng của vũ trụ nhân sinh, hầu sớm phát tâm Bồ Đề, nhất hướng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày tôi niệm Phật, có chút công đức nào cũng đều hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, cầu nguyện cho tất cả mọi người sớm có ngày giác ngộ, sớm được độ thoát. Như vậy, những lời thư này không còn là lời khuyên của riêng tôi nữa. Nếu ai hoan hỷ tiếp nhận, thì nó sẽ biến thành lời khuyên của chính mình, của người con đối với cha mẹ, của người thân đối với thân bằng quyến thuộc. Trong thư anh viết: mẹ tôi nghe các băng khuyên người niệm Phật thì cũng chịu lắm. Đọc thư khuyên người niệm Phật mà cũng chịu lắm, thì cụ mẫu và Diệu Âm đã có chút duyên với nhau. Duyên của người làm con khuyên mẹ. Mỗi lần anh mở máy cho bà cụ nghe băng khuyên người niệm Phật là một lần anh khuyên bà cụ niệm Phật. Những lời khuyên ấy là lời của chính anh Thiện Khánh. Tôi khuyên, anh khuyên, chúng ta hãy cùng nhau khuyến tấn, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ, bà con thân thuộc của mình niệm Phật giảng sanh. Anh viết tiếp: chỉ xét tôi làm con còn dở đủ thứ, thì xin thưa rằng cái dở của một người con chân thành khuyên mẹ niệm Phật, cầu cho mẹ được giảng sanh Tây Phương, thì cái dở này thật sự quá hay. Muốn giác ngộ được một người đâu phải dễ. Anh vì chữ hiếu đã tận hết khả năng và phương tiện để lo tròn đạo nghĩa làm con, thì cái dở của anh phải chăng đã thành quá giỏi, quá quý? Cái quý nhất trong những cái quý báu mà thiên hạ chưa chắc đã có ai sánh bằng. Thử đem so sánh với những cái hay của những người con khôn lanh, biện bác, ưa triết lý, chỉ biết ôm lấy những thứ thế tục thường tình để sống, đã mê mờ lý đạo mà còn tự cho mình là thông minh trí huệ. Họ cản ngăn cha mẹ niệm Phật, không những làm cho cha mẹ mất phần giải thoát, mà còn khiến cho người phải chịu đọa lạc nhiều kiếp số trong chốn khổ nạn. Thì cái hay đó phải chăng là một thứ dở, dở đến chỗ tàn tệ, tai hại, tội lỗi? Tục ngữ nhân gian thường nói: trẻ đi ra, già đi vô. Tuổi trẻ nông nổi, ưa chạy theo thế tục, bông lung, tạo nghiệp. Tuổi già hiểu đạo, chán ngán cảnh đời, trở về lo tu tâm, dưỡng tánh. Vì thế, cha mẹ khuyên con cái tu hành thì thường thấy, còn con cái lo chuyện tâm linh cho cha mẹ thì khá hiếm hoi. Cho nên, trên đời này, những người tuổi già mà có được những người con lo lắng về tu hành cho mình thì thật có đại phước, đại duyên, đại thiện. Cái đại phước thiện này chính là cuối đời mình được có người sẵn bên cạnh để hộ niệm, hướng dẫn, gỡ rối, giải tỏa ách nạn, bảo vệ an toàn cho mình giảng sanh. Giảng sanh được thì một đời thành tựu, cứu cánh, giải thoát. Có cái phước báo nào lớn hơn, có thiện duyên nào lớn hơn? Cứ thử so sánh ở những người mà có những người con mê muội, ngỗ nghịch, không biết tu hành. Chúng thường bỏ rơi cha mẹ trong những tình huống đau khổ nhất, bi thương nhất. Mình thì nằm một chỗ chờ chết, bị nghiệp chướng hành hạ, đau khổ vô song. Quan gia trái chủ đánh phá kinh hoàng, trong khi con cái thì phớt tỉnh, chẳng bận tâm ngó ngàng. Lâm nạn mới thấy khổ, khổ mà không ai để nương nhờ mới thấy tủi thân. Sự tủi thân này quá lớn. Nói đến quan gia trái chủ, chúng ta cũng đừng quên kể đến những đứa con không biết tu hành,
những người thân mê mờ đường đạo. Họ cũng có lý trí, có lòng thương, có tâm hiếu, nhưng thường vô tình gây hại thê lương cho người thân thuộc. Bằng cách nào? Chống phá việc niệm Phật, ngăn cản sự hộ niệm, làm đoạn mất đường giảng sanh. Còn gì nữa? Khóc lóc, than vãn, giành giật, níu kéo, khuấy động thân xác. Họ làm đủ trò sai lầm lúc lâm chung, khiến cho cha mẹ phải vào ba đường ác, chịu đọa lạc vạn kiếp. Có sự đau khổ nào lớn hơn? Nhân sinh chữ hiếu làm đầu, xin khuyên rằng làm con chớ nên khinh bạc cha mẹ. Dù mình không rõ đạo pháp thì cũng chớ nên tùy thuận theo những tư tưởng phàm tục mà làm sai lời Phật dạy. Biết khiêm nhường mới tiến bộ, hiếu đạo mới thiện lành. Đừng nên tự mạn cố chấp vào thành kiến cá nhân mà nhiều khi gây nên tội ác quá lớn đối với đấng sanh thành. Nên nhớ, nghĩ thì ai nghĩ sao cũng được, còn đúng thì không phải nghĩ gì cũng đúng đâu. Nên biết làm theo lời Phật dạy để cứu song thân, cứu bà con, cứu chính mình trong mai hậu. Trong chuyến đi Pháp vừa qua, tôi có dịp đến thăm một bà cụ trên 80 tuổi, tâm tính hiền lành. Cụ phát tâm đi cầu siêu tụng đám cho những người Việt Nam chết. Thế mà chính cụ lại không tin tưởng rằng con người trong đời này có thể được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tuổi già sức yếu, bỗng nhiên chỉ qua một đêm thì cụ không còn đi được. Rồi một đêm khác, cũng bỗng nhiên âm giọng bị tắt ngang không nói được nữa. Mặc dầu tinh thần cụ vẫn tỉnh táo, nghe rất rõ. Cụ tiếp chuyện bằng cách viết ra giấy. Tôi tới thăm cụ khi tình trạng đó vừa mới xảy ra được vài hôm. Nhìn thấy tình huống như vậy, tôi nghĩ thời hạn có lẽ khá khẩn trương. Tôi khuyên bà cụ hãy mau mau niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh. Cứ một đường đi một hướng về, buông xả vạn duyên, buông xả sự đời, không sợ chết, không lưu luyến con cháu, nhà cửa, thế sự gì cả. Nếu thành tâm niệm Phật, giữ chắc câu A-di-đà Phật, niệm ngày, niệm đêm, tha thiết cầu xin về Tây Phương, cứ làm vậy thì cụ sẽ được giảng sanh. Cụ rất thích nghe Pháp, những cuộn băng cassette giảng Pháp khắp nơi cụ có khá nhiều. Tôi khuyên cụ, nếu muốn được về tới Tây Phương, thì giờ đây những băng Pháp này chắc chắn không có hiệu lực. Hãy mau mau gói kỹ nó lại, không nghe nữa. Dành tất cả thời giờ mà niệm Phật, nhất định không để phí một phút một giây không niệm câu Phật hiệu. Quyết làm như vậy mới có thể thoát nạn. Và cơ hội cho cụ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn còn nhiều hy vọng. Cụ là người biết tu nên phát lòng tin tưởng, chấp nhận lời đề nghị của tôi khá dễ dàng. Tôi cũng khuyên mấy người con hãy mau mau tổ chức niệm Phật chung với cụ. Tôi mời các vị đồng tu hãy sớm tới hộ niệm cho cụ. Không ngờ, trong khi con cháu đồng tu chưa kịp tổ chức hộ niệm, thì khoảng 10 ngày sau, cụ đã vĩnh biệt trần gian. Thật quá vô thường. Trước những giờ phút lâm chung, chúng tôi có tới bệnh viện khai thị hộ niệm cho cụ. Một số đồng tu cũng sốt sắng tới niệm Phật. Bà cụ rất mừng khi nghe chúng tôi tới giảng giải về việc giảng sanh. Nhưng đáng tiếc, người nhà chưa đủ lòng tin. Người con trai của cụ thì lo sợ đông người sẽ không tốt lắm cho người sắp chết. Thật đáng thương. Rõ ràng cơ duyên giảng sanh đã tới nơi mà vẫn bị chướng ngại, làm cho sự hộ niệm không được hoàn chỉnh. Chúng tôi vẫn cố gắng nhắc nhở cụ nhớ đường đi nẻo về và khẩn thiết niệm Phật cho cụ được 5 giờ sau khi tắt thở. Sắc tướng cụ khá tươi nhuận, mềm mại. Dù sao, đây cũng là một điềm lành ít thấy ở đó. Xin cầu nguyện cho cụ có được phần giảng sanh Cực Lạc. Tuổi già mạng sống trong làn hô hấp. Người già cả, hãy mau buông xuống tất cả để lo niệm Phật giảng sanh. Nếu chần chờ thì không còn dịp để nói lời hối hận. Hộ niệm quan trọng lắm, lợi lạc lớn lắm. Hộ niệm rất cần đến kinh nghiệm khai thị và sự bén nhạy về tâm lý để tránh những sơ suất đáng tiếc xảy ra. Ví dụ,
có một lần hộ niệm cho một chị giảng sanh. Hai ngày trước khi ra đi, chị thường hỏi người nhà rằng: vị thầy thường tới hộ niệm đâu rồi? Đã tới chưa? Sao nay không thấy tới? Mỗi lần vị thầy tới thì chị vui, thầy đi thì chị nhớ và nhắc đến mãi. Một đêm, vô tình tôi nghe nhiều người đang trò chuyện với nhau về chuyện này. Họ khen chị có duyên với thầy và mừng cho chị là cuối đời gặp một vị thầy để nương tựa. Trong khi mọi người đang tán thán chúc mừng thì riêng tôi lại giật mình lo sợ cho chị. Tối hôm sau, có tôi trong phiên hộ niệm. Tôi nghiêm cẩn giải thích rõ cho chị biết rằng nếu tới giai đoạn đang đối diện với sanh tử này mà chị không chịu nhiếp tâm niệm Phật, không chịu tưởng tới A-di-đà Phật, không chịu một lòng nguyện giảng sanh, không chịu buông bỏ cảm tình, còn giữ những tư tưởng thế tục, còn nghĩ nhớ đến người này người nọ, thì chị có thể bị lạc đường, dù người đó là một vị sư đức độ, một vị Bồ Tát tái lai. Nếu không thức tỉnh, không chú tâm niệm Phật, dù chúng tôi có cố gắng hộ niệm nhiều đến đâu đi nữa, chị cũng khó có phần giảng sanh. Nên nhớ, ngoài A-di-đà Phật, không ai có thể tiếp độ mình về Tây Phương được cả. Tất cả những người tới hộ niệm chỉ là duyên trợ lực, chứ không phải là cứu cánh cứu độ. Tâm nguyện đi về với Phật thì khi Phật A-di-đà tới, mình đi theo Phật. Lúc đó có người hộ niệm bên cạnh thì tốt, nếu không có thì mình vẫn theo Phật giảng sanh, chứ không phải cứ để tâm ngóng chờ người tới niệm Phật. Phải nhớ thật rõ điều này, nhất định không được có tư tưởng nào khác ngoài việc niệm Phật cầu nguyện giảng sanh. Thân mạng này nó đã có phần số, tới giờ đi phải đi, đừng sơ ý mà luống qua cái thời điểm bất ngờ này. Hơn nữa nên nhớ rằng, trong số quan gia trái chủ hoặc chúng sanh trong nhiều cảnh giới khác, đôi khi họ có năng lực giả dạng luôn cả hình tướng của Phật để gạt chúng ta. Chứ cần chi đến hình tướng của một vị tăng? Tâm của ta đang nghĩ gì họ có thể biết được? Tâm đang tưởng nhớ đến một vị thầy thì coi chừng vị thầy đó sẽ tới, sẽ an ủi, sẽ dẫn dụ mình đi. Nhưng thực tế đâu phải là vị thầy đó. Cho nên, người trước phúc lâm chung phải vững tâm niệm A-di-đà Phật, một lòng nguyện giảng sanh về Tây Phương. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Mỗi khi thấy bất cứ hình ảnh gì khác, cũng phải quán chiếu rằng đó đều là hư quyển, đừng tham đắm, đừng sợ hãi. Cứ nhiếp tâm niệm A-di-đà Phật, đẹp cũng niệm A-di-đà Phật, xấu cũng niệm A-di-đà Phật, hiền cũng niệm A-di-đà Phật, dữ cũng niệm A-di-đà Phật. Một lòng giữ chắc câu Phật hiệu, không cần lo lắng hoặc để ý tới những hiện tượng khác, thì tự nhiên được an toàn. Không có thế lực nào không tan biến khi ta niệm A-di-đà Phật, và không có một thế lực nào dám giả dạng A-di-đà Phật để gạt ta. Cho nên, khi thấy A-di-đà Phật tới, thì ta hãy an tâm theo Phật mà giảng sanh. Xin nhắc lại, có những người khi bệnh nằm trên giường, thường có tâm trạng ngóng trông hoặc nhớ nghĩ đến những người mình thương mến. Đứa con ở xa chưa về, đứa cháu nội thường quấn quýt bên cạnh, một vị tăng đức độ, người y tá tận tụy thuốc thang, vân vân và vân vân. Nếu sơ ý luyến lưu những chuyện này, lỡ bất ngờ xả bỏ báo thân thì sẽ bị chướng ngại, hoặc lạc đường, hoặc vướng bẫy, hoặc không tương ưng với bản hoài của Phật, đưa đến hậu quả mất phần giảng sanh. Có những trường hợp rất nguy hiểm cho thần thức, dù cho sau đó có người tới hộ niệm đi nữa cũng chưa chắc sẽ cứu giảng được. Còn nữa, tiền bạc, nợ nần, nhà cửa, sự nghiệp, ước mơ, tất cả đều phải bỏ hết, không được nghĩ tới. Phải niệm Phật, tha thiết muốn giảng sanh cực lạc, dứt khoát không do dự thì mới có thể cảm ứng đạo giao, mới hợp với nguyện lực của Phật, mới tiếp xúc được Phật quang, mới được A-di-đà Phật tiếp độ giảng sanh. Sẵn đây xin kể một chuyện khác cũng khá hay. Ở Pháp, có một đồng tu khi nghe nói về hộ niệm thì hơi ngỡ ngàng, đến gặp riêng tôi và kể cho tôi nghe về một giấc mộng
Anh kể rằng, khi cha anh mất, sau đó thì về báo mộng cho anh biết là ông đã được về với Phật, sướng lắm. Ông khuyên anh hãy cố gắng làm lành, lánh ác, rồi chờ khi chết, ông sẽ về tiếp dẫn vãng sanh. Nhờ giấc mộng này, cho nên trong những ngày tháng qua, anh khá yên tâm, không lo lắng gì lắm, và yên chí rằng, khi mình chết, thì cha mình sẽ về tiếp dẫn vãng sanh. Này nghe tôi nói, khi lâm chung chỉ theo A-di-đà Phật, không được theo ai cả, làm cho anh cảm thấy khó nghĩ, không biết giải quyết làm sao. Và anh hỏi tôi nghĩ như thế nào về giấc mộng đó. Tôi nói, giấc mộng của anh nghe qua có vẻ khá đẹp. Nếu mọi sự đều đúng như vậy thì tốt lắm, xin mừng cho anh. Nhưng giả như nếu tương lai sự việc xảy ra không đúng như vậy, thì anh sẽ làm sao đây? Kiếp nạn đời đời của anh, ai sẽ là người hứng chịu? Một người tự xưng là cha mình trong giấc mộng, nhưng anh có dám đảm bảo rằng người đó quả thật là cha của anh hiện về không? Tôi nói vậy làm cho anh hơi giật mình. Học Phật thì tất cả mọi chuyện chúng ta nên lấy kinh Phật làm ấn chứng thì mới thấy rõ vấn đề hơn. Trong giấc mộng, một người cha về báo cho biết là đã về với Phật, nhưng xin hỏi là Phật nào? Trong hư không pháp giới này, cảnh giới trùng trùng, vô lượng vô biên, mỗi một vị Phật đều có quốc độ giáo hóa riêng. Ngay cõi Ta Bà này cũng là một quốc độ của Phật. Đức giáo chủ chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng nếu ta muốn ở lại chốn này thì Đức Phật không khuyến khích. Ngài khuyên tất cả chúng sanh đừng nên lưu luyến thế giới Ta Bà này, vì đây là cõi ngũ trược ác thế. Ham thích chốn này thì khó tránh khỏi đọa lạc về sau. Như vậy, ở lại đây có tốt lành gì đâu mà khoe. Thế giới trùng trùng, nhưng mỗi sát độ đều có danh tự, nơi chốn hẳn hoi, chứ đâu thể nói khơi khơi được. Còn nếu ông cụ đã giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, thì sao không nói rõ là ta đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc ở phẩm vị nào? Người ở Tây Phương thì phải khuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ, chứ không lại chỉ khuyên làm lành lánh ác. Xin hỏi, làm lành là làm như thế nào? Thiện lành, có chánh, có tà, có lớn, có nhỏ, có thẳng, có dẹo, có thực, có giả, có âm, có dương. Làm đúng mới lành, làm sai thì thành ác. Từ bi đa họa hại. Làm lành mà thiếu sáng suốt vẫn có thể gây nên tội lỗi lớn. Còn lánh ác là lánh ở đâu? Cõi năm trược ác hiểm này, lánh chỗ nào cho tránh khỏi tạo nghiệp? Chờ lúc chết ta sẽ về tiếp dẫn vãng sanh. Đây thì thật là một đạo lý rất lạ lùng. Yên chí chờ chết sẽ có người tới dẫn mình đi, mà chính mình không biết người đó thật sự là ai thì thật sự quá nguy hiểm. Trong kinh Phật, có kinh nào Phật dạy chúng ta lúc chết hãy chờ người chết về tiếp dẫn đâu? Người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì đáng lẽ phải nói rằng ta sẽ tùng theo A-di-đà Phật tới đón con mới đúng đạo. Đâu có đạo lý nói rằng một thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc có thể đại diện cho Đức A-di-đà Phật đơn thân đến các quốc độ để tiếp dẫn người thân. Giảng sanh Tây Phương đương nhiên là nhập vào hàng thanh tịnh hải chúng, đã khai trí huệ, làm gì có thể nói lời sơ suất quá đáng như vậy. Câu chuyện này có lẽ là một bài học khá hay, nhất là đối với những người thích cầu ứng mộng, hoặc bày hình thức này nọ để tìm hiểu thử người thân đã chết của mình đang ở đâu. Xin chư vị hãy cẩn thận, vì ngoài cái vọng tâm của mình ra, còn có cái tâm vọng bên ngoài. Vọng cảm ứng với vọng, tâm vọng thì tự mình đã làm cho đường tu hành của mình lạc đường rồi vậy. Đời này đã mạt pháp, vàng thau lẫn lộn, thật thì ít mà giả thì nhiều lắm đó. Sẵn đây xin kể luôn, trước đây cũng có một chị đạo hữu khác nói với tôi rằng chị biết bà nội của chị chắc chắn đã được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lý do, theo như chị nói, trong lúc đang làm lễ nhập quan, ông bác của chị đã thấy một vị thần rất lực lưỡng, đen bóng như than, chạy vô cổng bà cụ, chạy ra ngoài rồi biến mất. Nghe nói tôi làm thinh, biết rằng chị đã lầm.
nhưng tôi cũng chưa có dịp để giải thích. Trong kinh Phật không có nói đến sự tiếp độ giảng sanh như vậy. Những việc liên quan đến Phật Pháp, xin chư vị đừng nên cho là quá đơn giản mà dẫn đến sự hiểu lầm. Từ hiểu lầm này truyền ra hiểu lầm khác. Hãy cẩn thận lấy kinh điển ấn chứng thì an tâm hơn, tránh được những lầm lạc đáng tiếc về sau. Nằm mộng, chiêm bao, ai cũng có. Đây là sự thật, nhưng cũng có lúc chỉ vì chúng ta mơ tưởng nhiều quá mà sinh ra mộng mị. Trường hợp này nhiều lắm, nhưng dù thật hay giả, thì cảnh giới trong mộng vẫn là mộng. Tất cả đều do tâm biến hiện ra. Đã do tâm biến hiện thì cảnh biến hiện đó là quyển chứ không phải thực. Nếu chúng ta cứ để tâm chạy theo mộng mị thì rất dễ vướng mắc vào cái hư vọng mà mất đi phần sáng suốt. Sống theo vọng thì tâm khó được thanh tịnh, không thanh tịnh thì tâm lại càng vọng động hơn. Vọng biến thêm vọng, khó thể có ngày thành tựu đạo giải thoát. Tuy nhiên, biết rằng cảnh giới trong mộng là hư vọng, nhưng thực tế thì cái hư vọng này lại chính là sự biến hiện từ tâm mà ra. Sự biến hiện từ tâm thì chủ tể của cái vọng này là tâm, chứ không phải là cảnh giới trong mộng. Cảnh giới trong mộng chỉ là cái ảnh phản chiếu của cái tâm mà thôi. Ví dụ, như ta đứng trước một chiếc gương, khi hình ảnh trong chiếc gương là giả, nhưng đó chính là hình ảnh của ta. Như vậy, cảnh giới trong mộng là chính trạng thái của tâm thức ứng hiện. Nghĩa là cảnh giới hư vọng trong mộng chính là trạng thái đang vọng động của tâm. Tâm vọng hiện cảnh vọng, tâm chơn hiện cảnh chơn. Dù chơn hay vọng vẫn là tâm. Toàn vọng tức chơn, toàn chơn tức vọng, không thể tách rời. Chơn là tốt, vọng là xấu. Tốt cũng tâm, mà xấu cũng tâm. Do đó, tốt, xấu, chánh, tà, Phật, ma đều là do chỗ hiện của tâm. Quán xét như vậy thì tâm cảnh là một, không phải hai. Dạng pháp duy tâm thì chúng ta chớ nên phân biệt chấp trước. Gặp cảnh tốt chưa chắc sẽ được tốt, gặp cảnh xấu chưa chắc sẽ bị xấu. Tốt xấu tùy tâm. Tâm tịnh cảnh xấu biến thành tốt, tâm loạn cảnh tốt biến thành xấu. Ví dụ, người thấy được điềm lành thì tốt, nhưng nếu vội tham đắm vào đó, tức là chấp vào sự vô thường quyển quá. Quyển quá sẽ dẫn dắt họ vào cảnh quyển quá. Chạy theo quyển quá thì xa lìa chánh giác. Niệm Phật, có nhiều người cảm ứng được cảnh Tây Phương Cực Lạc. Được như vậy là điều tốt. Khi thấy thắng cảnh tốt đẹp thì biết sự dùng công tu hành của mình đã có được chút ít thành quả. Tâm có một mức thanh tịnh nào đó. Tuy nhiên cũng nên nhớ, cái gốc của thắng cảnh này chính là tâm chân thành thanh tịnh cảm ứng ra, chứ không phải là một quyền lợi nào đó bên ngoài ban cho. Nghĩa là ta thu lại được một chút ít vốn luyến sẵn có của chính ta, chứ không có gì khác. Vậy thì phải lo hàm dưỡng công phu tu tập, giữ tâm càng thêm thanh tịnh hơn, tin tưởng vững chắc hơn, niệm Phật tinh tấn hơn, buông xả nhiều hơn, thì chắc rằng sẽ hưởng được thêm nhiều lợi ích. Nhưng nếu vội vã tham đắm vào đó, chạy đi khoe là mình đã chứng đắc, đã thấy Phật, đã được Phật thọ ký rồi, vân vân, thì lại biến ra một vấn đề khác. Đây chính là vì sức định chưa đủ, không chịu đựng nổi sự khảo nghiệm của cảnh giới, nên mới vừa thấy một điều lạ thì mừng khấp khểnh mà tham chấp vào. Vừa mới tham chấp thì tánh kiêu mạn nổi lên, tâm liền bị thối chuyển. Từ chỗ chân thành, thanh tịnh đã nhanh chóng biến thành loạn động. Tâm tịnh quốc độ tịnh, tâm loạn quốc độ loạn. Cảnh giới trang nghiêm bỗng chốc biến thành hư vọng. Bây giờ còn chăng chỉ là dư gian của cái phút chốc tâm thanh tịnh trước đây mà thôi. Nhưng khổ nổi vì tâm đã loạn, thành ra không còn đủ sáng suốt để nhận ra điều thật hay giả. Cảnh đã biến thành quyển vọng từ lâu rồi, mà vẫn cứ đinh ninh tưởng rằng cảnh chơn chánh thù thắng. Đây là một thiệt hại lớn lao khá đáng tiếc. Ấn Tổ nói, dù có thấy thắng cảnh, nếu sanh lòng vui mừng tham trước cũng bị tổn hại,
huống chi vị tất quả thật là thắng cảnh ư? Lời dạy này rất quý giá, nên để tâm suy nghiệm. Cho nên, tốt nhất vẫn là luôn luôn bình tĩnh, giữ tâm thật thanh tịnh. Đừng nên vọng động mà ảnh hưởng không tốt đến con đường tiến tu đạo nghiệp của mình. Phật dạy, tất cả đều do tâm tạo. Cảnh vọng hiện ra thì biết rằng chính tâm ta đang vọng. Cảnh tùy tâm hiện thì khi gặp cảnh giới xấu, chúng ta cũng không cần sợ, đừng nên chạy trốn. Ngộ được đạo lý duy tâm thì từ những cảnh vọng này, chúng ta hãy biết giật mình tỉnh ngộ, mau mau quán chiếu lại tâm, hãy quay đầu hồi tâm tu sửa, đừng để tâm vọng tưởng nữa. Vậy thì cảnh giới dù cho giả vọng hư quyển tới đâu vẫn có thể lợi dụng để tăng thượng duyên cho mình tu tiến, nghĩa là vẫn được lợi lạc chứ không có hại. Ví dụ, khi mộng thấy một điều xấu ác thì biết ngay rằng sự tu tập của ta còn yếu hoặc có điều sai lạc, hãy tìm cách điều chỉnh lại chứ không phải sợ nó. Ấn Tổ nói, người có công hàm dưỡng dứt hẳn tâm vọng động. Khi thấy các cảnh giới không vui mừng, tham trước, sợ hãi, nghi ngờ thì dù có gặp ma cảnh vẫn được lợi ích, nói chi là cảnh nhiệm màu. Quả thật chí lý. Kính anh Thiện Khánh, anh bảo tôi viết vài lời khuyên thẳng tới cụ mẫu, nhưng thực tế tôi không biết gì để viết cho cụ. Tất cả những lời thư này dịu âm chỉ để khuyên người niệm Phật, thì dù có viết gì đi nữa cũng chỉ là khuyên người niệm Phật thôi. Đi đâu tôi cũng chỉ khuyên người niệm Phật. Khi người đã phát tâm niệm Phật thì dịu âm đã làm xong tâm nguyện. Chân tâm của chúng ta là Phật. Nay ta niệm Phật là ta trở về với chân tâm. Trở về được với chân tâm thì thành Phật. Niệm Phật thành Phật, người đã đi trên con đường thành Phật rồi thì còn có gì vui sướng hơn. Lại có người hỏi rằng, niệm Phật thành Phật, như vậy niệm Phật nào cũng được, chứ đâu cần gì phải niệm A-di-đà Phật. Trả lời, đúng đấy, niệm Phật nào cũng được, không ai bắt buộc phải niệm A-di-đà Phật. Niệm Phật, niệm chú, niệm kinh, tất cả là sự tự nguyện, là sở thích, là niềm tin của chính mỗi cá nhân, chứ không ai bắt buộc. Tuy nhiên, chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng sanh hãy niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương mới được giảng sanh Tây Phương. Chính vì vâng lời Phật mà ta phải niệm A-di-đà Phật. Còn như ta tự ý quyết định trì niệm một danh hiệu Phật khác cũng tốt, nhưng xin chư vị đồng tu nhớ rằng, niệm các danh hiệu Phật khác là pháp tu tự lực. Chính ta phải có đủ năng lực tự đoạn sạch nghiệp hoặc thì mới đắc quả. Nếu thiếu năng lực, không đoạn sạch nghiệp nổi thì chắc chắn phải rớt lại trong lục đạo để tiếp tục chịu sanh tử luân hồi. Hiện tượng tu hành thất bại đã xảy ra quá nhiều trong thời đại này. Lý luận thì hay, nhưng kết quả thì khá nổi bi thương. Thực ra đạo lý cũng dễ hiểu chứ không có gì khó khăn. Trong hư không pháp giới này, thế giới sống trùng trùng vô lượng vô biên, thế giới nào cũng có chỗ cho chúng sanh nương thân. Tuy nhiên, muốn nhập cảnh nơi nào thì ta phải hội đủ điều kiện của nơi ấy. Để cho dễ hiểu, hãy lấy hành tinh này làm điển hình. Trên quả địa cầu có nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đều có luật lệ quy định riêng. Ví dụ như, điều kiện để nhập quốc tịch Pháp là người phải tìm được một việc làm vững chắc tại Pháp và biết nói tiếng Pháp. Còn điều kiện nhập vào Mỹ là phải thông thuộc lịch sử nước Mỹ, phải có sẵn 500.000 đô la. Ai muốn định cư ở Pháp thì theo điều kiện của Pháp. Ai muốn ở tại Mỹ thì đáp ứng theo điều kiện tại Mỹ. Không thể lấy điều kiện ở Pháp mà đi qua Mỹ, và cũng không thể lấy điều kiện của Mỹ để xin vào Pháp được. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng tương tự. Phật dạy, tính, nguyện, hạnh được giảng sanh Cực Lạc. Tính thì phải tin tưởng thật vững vào pháp môn. Nguyện là tha thiết cầu nguyện giảng sanh. Hạnh là ngày đêm chấp trì niệm câu A-di-đà Phật. Đây là đại nguyện cứu độ chúng sanh của Đức A-di-đà,
và cũng là điều kiện cho tất cả chúng sanh, không kể trí độn, cao hạ, thiện ác, trong mười phương thế giới thực hiện để giảng sanh tịnh độ. Thế thì, người nào làm đúng điều kiện này được giảng sanh về giới A-di-đà Phật, một đời này thoát được tất cả khổ hải, tận hưởng an vui cực lạc, chờ ngày thành Phật. Nếu ai không làm theo, tu tạp nhạp đủ thứ, dù có giỏi cho mấy cũng không có ngày hội nhập Tây Phương cảnh thánh. Như vậy, bị luống qua đời này, mất phần giảng sanh, không phải là tu giỏi hay dở, mà vì không đúng điều kiện giảng sanh. Hay nói rõ hơn, vì thiếu tín tâm, không tha thiết phát nguyện giảng sanh, không thành tâm niệm A-di-đà Phật, thành ra phải lăn lộn trong các cõi luân hồi, chịu khổ đau vô lượng kiếp. Tu hành xen tạp sẽ mất phần giải thoát là vì lý do này. Biết vậy thì xin hỏi, còn tiếc gì nữa mà không buông xả vạn duyên để niệm Phật vãng sanh? Chúc cụ mẫu và anh Thiện Khánh đạt được đại thiện nguyện trong một đời này. Diệu Âm kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 23 tháng 3 2006. Khuyên đặng hai người tu sánh bằng mình tinh tấn, khuyên đặng hơn 10 người phước đức đã vô lượng, bằng khuyên 100.000 người gọi là chơn Bồ Tát, lại khuyên hơn số vạn ta là A Di Đà Bồ Tát Đại Từ. Niệm Phật suốt tam giới, bất khả tư nghị. Chị Nhung, niệm Phật bất khả tư nghị. Trước đây, chị chỉ nghe nói sự vi diệu của pháp niệm Phật, chứ chắc chưa từng thấy qua. Nay chính người mẹ đã giảng sanh, chị đã thấy được tận mắt những hiện tượng bất khả tư nghị. Phải chăng đây là một bài hiện thân thuyết pháp làm cho chị cùng gia đình tăng trưởng niềm tin vào pháp niệm Phật? Xin thành tâm chúc mừng cho chị, chúc mừng cho cả gia đình và thành kính chúc mừng cho bác. Nguyện cầu hương linh bác giáng sanh cao phẩm, sớm ngày trở lại cõi Ta Bà cứu độ chúng sanh. Phật nói: bất khả dĩ, thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Người ít thiện căn, ít phước đức, ít nhân duyên, không thể nào được giáng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là giảng sanh được về thế giới cực lạc không phải là chuyện dễ. Nhiều người tu hành lâu năm, khổ cực, dụng công, sức tu tập thật giỏi, nhưng cuối cùng chưa chắc đã biết đâu là chỗ quy hướng tối thắng. Thế mà bác vừa được giảng sanh, bác đã hưởng được một đại thiện căn, một đại phước đức, một đại nhân duyên. Cái thiện căn phước đức này mấy ai sánh bằng? Và có lẽ tôi nghĩ rằng cái phước đức mà bác hưởng được này là lớn nhất trong dòng họ của chị từ trước tới nay chăng? So sánh xa hơn nữa, chúng ta cứ bình tâm suy nghĩ kỹ thử coi, có phải hàng triệu người, hàng tỷ người trên thế gian này, liệu có mấy ai được như vậy? Từ xưa tới nay, hàng vô lượng vô biên vô số người đã chết, chúng ta vẫn chỉ nghe thấy những cảnh lâm chung buồn thảm, tâm thần mê man, sắc diện u ám, thần thái khổ đau. Vài tiếng đồng hồ sau thì thân xác cứng đờ, tái xanh, trông rất khó coi. Ít ai đủ can đảm nhìn lâu. Tại sao vậy? Vì họ đã bị chết, chết trong cảnh sợ hãi, khủng hoảng, hãi kinh. Tại sao lại có hiện tượng chẳng tốt lành? Vì người đang chết phải đối diện với những cảnh giới xấu ác, hung hiểm, nghiệp báo hiện hành, oan gia trái chủ hãm hại. Gặp những cảnh ngộ này thì bạc phước lắm vậy. Thế mà bác đã niệm Phật, ra đi an lành, trong tiếng niệm Phật của chị, của gia đình, của nhiều vị đồng tu hộ niệm. Bác được niệm Phật hộ niệm suốt 32 tiếng đồng hồ mới nhập quan, mà thân xác vẫn mềm mại, sắc tướng tươi vui, trang nghiêm hơn lúc sống gấp bội lần.
thật bất khả tư nghị. Trước khi thành Phật, Pháp Tạng Tỳ Kheo có lời thề rằng: chúng sanh trong 10 phương thế giới, ai nghe danh hiệu ta mà chí tâm tin vui, đem các căn lành chí tâm hồi hướng về nước ta, thà thiết nguyện sanh về đó, niệm danh hiệu ta dẫu đến 10 niệm mà không được giảng sanh, ta thề không thành Phật. Duy trừ người vừa phạm tội ngũ nghịch, vừa phỉ báng chánh pháp. Nguyện 18, Kinh Vô Lượng Thọ. Tín nguyện hạnh giảng sanh. 48 đại nguyện của A Di Đà Phật, nguyện nào cũng bao gồm tín nguyện hạnh. Ngài đã thực hiện trọn vẹn vì Ngài đã thành Phật, hiệu là A Di Đà 10 kiếp qua. Người phạm tội lớn như ngũ nghịch thập ác mà cuối cùng biết quay đầu thành tâm sám hối, tín nguyện hạnh cũng được giảng sanh. Chỉ có người vừa ngũ nghịch vừa phỉ báng chánh pháp thì đường giảng sanh mới bị bế tắc. Nên nhớ, tất cả tội ác trên đều có quả báo địa ngục A Tỳ mà vẫn được Phật cứu độ thì huống chi là chúng ta. Bác có tin tưởng, có tha thiết nguyện giảng sanh, có quyết lòng niệm Phật, cho đến giây phút cuối cùng thì bác đã thực hiện đầy đủ tín nguyện hạnh, lại được hộ niệm liên tục hết sức cẩn thận trước và sau khi lâm chung. Đây là lòng chí thành chí kính của cả người giảng sanh lẫn người hộ niệm. Hành như vậy là hợp với kinh Phật, niệm như vậy là hợp với điều kiện giảng sanh, tâm tâm đều hợp với đại nguyện và bản hoài của Phật, thì chắc chắn được cảm ứng đạo giao. Thoại tướng hiển hiện rõ ràng, giúp chúng ta tin tưởng rằng bác được giảng sanh. Nếu hiểu được chân tướng của vũ trụ pháp giới, ta mới thấy giảng sanh cực lạc quý hóa, không gì có thể sánh bằng. Thành tâm chúc mừng cảm phục và tán thán tấm lòng đại hiếu của chị. Kính lời thăm anh Tuấn, gia đình cùng các vị đồng tu có tâm Bồ Tát cùng anh chị em trong gia đình, và chắc chắn rằng bác Năm khen ngợi không hết lời đến các cháu bé Tú, bé Năm, bé Sáu, bé Tuyến. Mọi người vừa tạo nên một công đức lớn vô lượng vô biên. Niệm Phật giảng sanh cực lạc là một sự thật hiển nhiên. Lời Phật dạy trong kinh chắc chắn đúng. Người nào muốn được hưởng cái đại phước đức này, hãy tin tưởng vững chắc pháp niệm Phật. Hãy tha thiết phát nguyện cầu giảng sanh tịnh độ. Hãy thành khẩn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì đại phước báo, đại an vui, đại cực lạc, đại thành tựu đạo Bồ Đề đang dành cho người đó. Còn nếu vẫn không tin lời Phật dạy, chưa chịu cúi đầu lạy Phật, chưa chịu niệm Phật cầu về Tây Phương, thì nghiệp chướng oan trái tràn trề từ vô lượng kiếp là món nợ nhất định phải thanh toán, không trốn thoát được đâu. Cho nên nếu không biết giật mình tỉnh ngộ thì đành chịu vậy thôi. Cực lạc hay đọa lạc đều do tự con người chọn lấy. Nếu cứ bám riết vào thế sự hảo quyền mà cạnh tranh ganh tị, mà phân biệt chấp trước, mà tham sân si mạng, thì đó là tự ta chọn đường đọa lạc. Khi nghiệp báo tới rồi, nó lôi mình theo dòng nghiệp lực, ở đó mặc sức mà giành nhau để hưởng khổ. Cứ say mê pháp trần mà lý hay luận giỏi, rồi bài bác chánh pháp, cái thế trí biện thông của thế gian hợp với cái dòng danh lắm đó. Lý luận riết đi sẽ dễ dàng lạc vào nơi hiểm nạn. Tới đó rồi mặc sức mà thu thập những kiến thức về sự ân hận sầu đau. Trong kinh Phật thuyết A Di Đà, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói: Xá Lợi Phất, như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị, công đức chi lợi. Tức là: này Xá Lợi Phất, như ta ngày nay tán thán rằng công đức của Phật A Di Đà lợi lạc không thể nghĩ bàn. Niệm Phật công đức bất khả tư nghị, không thể diễn tả cho xiết. Trong kinh A Di Đà Yếu Giải, Ngài Ngẫu Ích đưa ra 5 ý nghĩa bất khả tư nghị của pháp niệm Phật. 1. Người niệm Phật có thể vượt qua khỏi tam giới, không cần phải đợi đoạn diệt hết nghiệp hoặc. 2.
giảng sanh Tây Phương, 1 độ tức 4 độ. 3. Chỉ cần niệm danh hiệu Phật, chẳng cần đến các pháp phương tiện nào khác. 4. 7 ngày có thể thành công. 5. Trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì được chư Phật hộ niệm. Nghĩa là niệm A-di-đà Phật chẳng khác gì đã niệm hết thảy chư Phật trong 10 phương thế giới. 5 điều bất khả tư nghị chỉ là phương tiện nói, tóm lược cho chúng sanh biết cái công hiệu thực tiễn của câu Phật hiệu để phát tín tâm, hầu chuyên câu niệm Phật. Chứ công đức của câu Phật hiệu vô lượng vô biên, nói sao cho xuể. Trong kinh Phật nói, duy Phật, giữ Phật, phương năng cứu cánh. Chỉ có Phật với Phật mới biết rõ được công đức này, đến nỗi đẳng giác Bồ Tát cũng chưa triệt để thấu hiểu, thì phàm phu chúng ta làm sao mà lý giải. Hôm nay nhân dịp mừng bát vừa giảng sanh, chúng ta nói đến lý đạo này hay lắm. Thấy được một người giảng sanh là thêm một bằng chứng về công đức bất khả tư nghị của pháp niệm Phật. Người giảng sanh ấy lại là người mẹ của mình thì chắc chắn chị đang hưởng trọn vẹn một nguồn vui to lớn, hạnh phúc vô tận, niềm tin đã dâng tràn lại được tăng trưởng vô biên. Phật dạy, thời này chúng sanh phải nương theo pháp niệm Phật mới thoát ly luân hồi. Nghĩa là không niệm Phật, không thể liễu sanh thoát tử. Điều này đã quá hiển nhiên, quyết định không còn gì để nghi ngờ nữa. Niệm Phật vượt tam giới, khỏi cần phải đoạn diệt hết nghiệp hoặc. Đây là điều bất khả tư nghị đầu tiên. Sự lợi ích này quá lớn, phải nói là thù thắng bậc nhất cho kiếp tu hành. Vượt tam giới thì thành đạo, không vượt tam giới thì không thể thành đạo. Cái mốc điểm này quan trọng lắm. Tu hành mà chưa có phương cách cụ thể để giải quyết dứt khoát vấn nạn này thì coi như thất bại. Vì dù công phu tu tập có giỏi cho mấy đi nữa, nhiều lắm cũng chỉ thu được một chút danh, chút lợi, chút phước báo hữu lậu tạm bợ nào đó của thế gian, rồi chờ ngày đọa lạc mà thôi. Đã là tạm bợ thì có đây mất đó, huyễn mộng vô thường. Vô thường thì phải trả về cho vô thường, mọi cố gắng rốt cuộc cũng hoàn về bàn tay trắng. Người thông minh có bao giờ lại đi tìm cầu những thành quả trống không? Nhưng vượt qua tam giới đâu phải dễ, khó vô cùng. Đây là cửa ải phân chia giữa hai dòng phàm và thánh. Trong kinh Phật nói, muốn tự lực tu chứng, tối thiểu phải đoạn hết kiến tư phiền não mới có thể thoát ly lục đạo. Kiến hoặc có 88 phẩm thô thiển thuộc về cái nhìn, cái thấy, cái suy nghĩ lệch lạc. Tư hoặc có 16 phẩm di tế thuộc về tham sân si trong tâm. Đoạn hết kiến hoặc là kiến đạo. Đoạn hết tư hoặc gọi là tu đạo. Đoạn hết cả hai gọi là vô học đạo, tức là chứng quả A-la-hán của tiểu thừa giáo. Sau đó còn phải phá trần sa hoặc của trung thừa để qua thập tính dị, rồi phá đến vô minh hoặc của đại thừa mới bước vào cảnh giới minh tâm kiến tánh. Đường tu hành này thật quá trung chuyên. Nhiều vị đại đức tổ sư mà vẫn phải than rằng một vài phẩm kiến hoặc cô tháo mà đoạn không nổi, thì nói chi đến đoạn tư hoặc di tế và những cảnh giới khác. Tổ sư mà còn than như vậy thì phàm phu hạ căn chúng ta sao dám mơ tới. Ấy thế, dẫu cho đạt đến cảnh giới đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của đại thừa, thì sự chứng đắc đó vẫn còn thua xa năng lực của người giảng sanh Tây Phương hạ hạ phẩm. Đây là một điều mà rất nhiều người chưa để ý tới. Người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thì không những đoạn dứt kiến tư hoặc, tức A-la-hán, mà còn đoạn luôn trần sa hoặc, tức thập tính Bồ-Tát, và phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân,
tức là Sơ Trụ Bồ Tát ở Hoa Tạng thế giới hải. Đây đâu phải là chuyện cho hạng phàm phu thường tình chúng ta mơ tới. Nhưng thật bất ngờ, một người giảng sanh ở Tây Phương Cực Lạc, dù là hạ hạ phẩm, vẫn được viên chứng tam bất thối. Năng lực của họ thấp nhất cũng từ diễn hành địa, tức là thất địa Bồ Tát trở nên, trong dạng ký kinh Vô Lượng Thọ Quyền Nghĩa. Ngài Tịnh Không giải thích rằng, Sơ Trụ Bồ Tát phá được một phẩm vô minh, thất địa Bồ Tát phá được 37 phẩm vô minh. Hai địa vị chứng đắc cách nhau 36 phẩm vô minh hoặc. Thời gian tự tu hành chứng quả để sang bằng khoảng cách này phải trải qua ít nhất hai đại A Tăng kỳ kiếp. Hiểu được những cảnh giới này mới giật mình giác ngộ ra công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Cũng xin nhấn mạnh điểm này, chúng tôi nói năng lực chứ không nói địa vị. Ngài Tịnh Không giảng rằng, trên cõi Tây Phương là thế giới bình đẳng, chỉ có A Duy Diệt Trí Bồ Tát không có 41 địa vị chứng đắc như ở Hoa Tạng thế giới. Ngày nay nhiều người thường tự cho rằng mình là thông minh trí huệ, thích triết lý, ưa nói quyền nói diệu. Tội nghiệp, nói quyền nói diệu làm chi mà không chịu niệm Phật, lỡ cuộc đời kết thúc trong mê mê mờ mờ, nhận lấy những cảnh ngộ phũ phàng đau khổ thì còn gì là quyền với diệu nữa. Được giảng sanh là đại phước, mất giảng sanh là bạc phước. Hãy cố gắng tạo duyên phần thoát nạn không hay hơn sao? Một bà già hiền lành ngày ngày chỉ biết cầm chuỗi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chỉ một vài năm mà ra đi với thoại tướng tốt đẹp phi thường. Bà già niệm Phật đã giảng sanh về Tây Phương, hưởng cảnh cực lạc, thần thông đạo lực vô biên, một đời thành Phật. Còn người tự cho là thông minh, cứ cống cao ngã mạn để sau cùng bị chết. Khi chết rồi thì có lẽ bá thiên vạn kiếp sau vẫn còn sanh tử luân hồi, chưa chắc được gặp lại chánh pháp để cầu thoát nạn. Trong vô lượng kiếp qua, có người đã xả thân, thọ thân trong lục đạo, chết trong đau khổ, rồi đầu thai lại trong khổ đau, sống lên tạo nghiệp để chờ lãnh quả báo. Mỗi lần chết, mỗi lần khổ đau hơn, một đời sẽ khổ hơn một đời. Chúng sanh cứ tiếp tục lún sâu vào cảnh khổ, rõ ràng quá khổ. Cái khổ này quá lớn, nhiều quá, dễ sợ quá, không thể diễn tả nên lời. Thời này đã mạt pháp rồi, ức ức người tu hành khó tìm ra người chứng đắc. Tại sao tệ quá vậy? Vì căn cơ hạ liệt, vọng tưởng nhiều, nghiệp chướng nặng, vân vân. Chính cái mầm mống này xui khiến con người nghi ngờ lời Phật, không chịu y giáo phụng hành. Tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như kia, vân vân. Căn tánh đã hạ liệt mà không chịu y cứ vào kinh Phật tu hành, lại còn chấp chặt vào cái ngã mê mờ của mình, rồi tự tạo ra đường riêng để đi. Đúng chăng? Ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Theo tà thuyết thì phải chết, lập ra tà thuyết thì càng chết nặng hơn. Thời nay hiện tượng này nhiều lắm. Chính vì thế tu hành phải cẩn thận, dựa vào kinh điển, không được nghi ngờ, không được tự ý làm điều mông lung để tránh tai họa vào thân. Trong kinh Đại Tập Phật dạy, thời mạt pháp chúng sanh phải nương theo pháp niệm Phật mà thoát luân hồi. Niệm Phật nhất định lấy tín nguyện hạnh làm tông chỉ, nghĩa là phải thâm tín thiết nguyện, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhiều người sử dụng câu Phật hiệu giống như một loại thoại đầu, hoặc coi đó giống như một thứ phương tiện giúp cho tâm hồn an lạc, chứ không phải niệm Phật để cầu giảng sanh. Tu tập như vậy là không y giáo phụng hành, làm sai tông chỉ tịnh độ. Hoặc có người dùng câu Phật hiệu để khai mở điển lực, phát triển những thứ năng lực thần kỳ nào đó, vân vân. Theo như Tổ Ấn Quang nói, đó là hành tà đạo, tất cả tự mình làm chướng ngại đường giải thoát.
dẫn độ vào cảnh giới luân hồi đọa lạc trong một lời khai thị về sự hộ niệm của Tổ Ấn Quang. Có câu thơ như vậy: ngã kiến tha nhân tử, ngã tâm nhiệt như quả, bất thị thiệt tha nhân, kháng kháng luân đáo ngã. Dụ âm tạm dịch: nhìn xem người khác lìa trần, tâm như lửa đốt, nát tan cõi lòng. Đâu phải do người mạng vong, vì lo phần số mong manh của mình. Tổ sư đã than thở hay cảnh cáo chúng ta? Cảnh cáo gì đây? Đời vô thường, chớ nên lần lựa. Hôm nay người chết, ngày mai tới ta. Chính mỗi người chúng ta trong vô lượng kiếp qua đã từng khóc than không biết bao nhiêu lần để tiễn biệt người thân. Giọt lệ biệt ly buồn đau vô hạn, tiễn người thân chết thì hãy nhớ rằng ta cũng sẽ chết. Nhưng nếu là người biết cách tu hành thì tiếng chết này chỉ dành cho cái nhục thân, đã đến lúc hết dùng phải bỏ. Còn thần thức của họ đã được siêu sanh, hưởng cảnh cực lạc, an dưỡng, thanh lương, vô sanh vô tử, vĩnh viễn không còn luân hồi sống chết nữa. Còn người không biết đường tu hành giải thoát thì cảnh chết này dành cho cả thể xác lẫn tinh thần. Thể xác thì quằn quại đau thương trước phút lâm chung, tinh thần thì u ám hải hùng trước khi bị đầy vào cảnh giới, càng u ám hải hùng hơn, trải qua vạn kiếp. Chết buồn lắm, khổ lắm. Vậy thì tại sao không sớm lo toan thoát dòng sanh tử? Niệm một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, một phàm phu có thể dễ dàng vượt qua tam giới, vĩnh đoạn cảnh chết sống. Có người tu hành vạn kiếp không cách nào ra khỏi trần lao, còn người niệm Phật thì niệm một câu A Di Đà Phật, siêu xuất càn khôn, sanh về cực lạc cảnh Phật, thọ mạng trí huệ đạo lực vô lượng. Vậy nên trong thời mạt pháp này, người muốn thoát nạn thì không còn đường nào dễ hơn đường niệm Phật. Người không niệm Phật, phải chăng chỉ vì quá ít thiện căn, quá ít phước đức, thành ra không đủ duyên phần được giảng sanh để thành tựu đạo nghiệp đó thôi? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: trụ chánh định tụ, quyết định chứng ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nhược tà định tụ, cập bất định tụ, bất năng liễu tri kiến lập bỉ nhân cố. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng sanh niệm A Di Đà Phật cầu giảng sanh Tây Phương. Cho nên chánh định là niệm A Di Đà Phật, tà định là tu hành mà không niệm Phật, bất định là đụng đâu tu đó, tu xen tạp không có định hướng. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chuyên lòng niệm Phật thì nhất định thành Phật. Không niệm Phật hoặc tu quá tạp nhạp thì thời này vô phương thành tựu vậy. Niệm Phật là pháp môn bằng ngang qua tam giới để thành đạo, không cần phải chứng đắc từng phẩm hạnh một. Đây là pháp hoành triệt ư ngụ thú, ác đạo tự bế tắc, vô cực chi thắng đạo, vì giảng như vô nhân. Kinh Vô Lượng Thọ phẩm 32. Niệm Phật là cách đi tắt vượt qua ngũ thú, tức là tam giới lục đạo. Về tới Tây Phương rồi, các nẻo ác tự đóng chặt. Đây là con đường vô cùng thù thắng, dễ dàng giảng sanh mà người ta không chịu đi. Chỉ có một người mẹ vừa mới giảng sanh. Đây là một chứng minh cụ thể cho cầu kinh băng ngang qua tam giới dễ dàng. Một pháp tu đơn giản, chỉ cần tín nguyện trì danh Phật A Di Đà thì thẳng tắt đi về Tây Phương, ngự trên hoa sen ở ao Thất Bảo. Thật bất khả tư nghị, thế mà nhiều người vẫn không tin. Phật nói: vị giảng nhi vô nhân. Thật không sai vậy. Rõ ràng bác chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu giảng sanh, thế mà đã an nhiên ra đi
vào đêm ngày 6 tháng 6 năm 2006. Thoại tướng hiện hiện quá tốt, đời này mấy người được vậy. Lời Phật là chân ngữ, thực ngữ, bất cuốn ngữ, nhất định đúng. Kinh Phật thuyết không thể sai. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật, niệm Phật giảng sanh Tây Phương, viên thành Phật đạo. Chúng ta phải tin vào lời Phật, phải làm đúng theo lời Phật để vượt thoát tam giới. Đừng quá lưu luyến cõi ta bà này mà vĩnh kiếp khổ đau. Nhớ cho, hễ chưa vượt qua cửa ải này thì chưa thể thành tựu được gì đâu. Trải qua một cuộc cách ấm, ký ức đều quên sạch, nhân thiện lành trong đời này nếu có, chẳng qua cũng chỉ là những chủng tử thiện xen lẫn với vô lượng chủng khác. Thiện có, ác có, dù ký có, chứa sẵn trong kho tàng vô đáy của A La Gia thức mà thôi. Muốn hưởng được quả báo thiện, chắc chắn còn cần phải tùy thuộc nhiều vào cái duyên tương ứng mới có thể hiện hành được. Cho nên, nếu là người đã hiểu được Phật Pháp thì phải luôn luôn đặt vấn đề thoát ly sanh tử lên hàng đầu, phải tự quán xét cho rõ ràng xem cách tu hành của mình có thể siêu xuất tam giới được không? Dễ hay khó? Làm sao để biết được? Hãy nhìn chung quanh mà thấy. Hãy lấy kết quả của người đi trước làm gương. Nếu có thành tựu cụ thể thì biết sự tu hành có ích lợi thực tế. Còn như mù mù mịt mịt, chẳng biết hướng nào để quy hướng, chẳng biết đường nào rõ rệt để đi, hoặc chạy theo những lộ trình quá chông gai, nhiều chướng nặng, thì coi chừng niềm hy vọng cho tương lai chỉ là một tiền đồ đen tối. Hãy mau mau hồi đầu tỉnh ngộ, phải biết giật mình chỉnh đốn lại, phải thật sự giác ngộ để tự cứu lấy mình. Đừng quá mê chấp vào tập quán, không những không cứu được ai mà chính mình đành vùi dập huệ mạng vạn kiếp trong chốn tối tâm. Trong Trí Độ Luận có đưa ra ngũ chủng Bồ Đề tâm là Phát Tâm Bồ Đề, Phục Tâm Bồ Đề, Minh Tâm Bồ Đề, Xuất Đáo Tâm Bồ Đề, Vô Thượng Tâm Bồ Đề. Thì Phát Tâm Bồ Đề chính là tâm nguyện thoát ly tam giới. Đây là cái tâm Bồ Đề căn bản của người học đạo. Chưa phát cái tâm này thì chưa thực sự tu hành. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: Dông thức Bồ Đề tâm, tu chư thiện pháp, thì danh ma nghiệp. Tức là người tu hành mà quên phát Bồ Đề tâm, dù có làm những việc gọi là thiện lành thì đó chỉ là nghiệp ma. Nên cố gắng hiểu cho thấu đạo lý này mới nhận thức được đâu là chánh, đâu là tà. Chánh pháp là pháp cứu độ chúng sanh thoát ly sanh tử. Đây là mục đích chính yếu của đạo Phật. Một pháp nào dù có thiện lành nhưng mãi giữ chân chúng sanh trong luân hồi lục đạo thì lạc xa chánh pháp của Phật rồi đó. Vì thế khi tu hành, mức tối thiểu phải là thoát được tam giới, chứ không chỉ là để làm thiện. Rất nhiều người còn mơ hồ về chuyện này, thật ra thường lầm lẫn giữa lý tưởng giải thoát và phương tiện hành đạo. Ngài Tỉnh Am Đại Sư nói: Việc thiện tốt thì có tốt đấy, nhưng việc lớn sanh tử thì như thế nào? Nếu không coi việc lớn sanh tử là gốc mà cứ mãi mê làm việc thiện, thì dẫu làm việc thiện lớn như núi Tu Di đi nữa cũng đều là nghiệp duyên sanh tử mà thôi. Thoát dòng tam giới, giảng sanh Tây Phương là lý tưởng giải thoát. Làm lành làm thiện là sinh hoạt căn bản, là phương tiện sử dụng để thành đạt mục đích mà thôi. Nếu sơ ý coi phương tiện là chính thì mãi mãi vẫn lòng vòng trong phương tiện, không có cứu cánh giải thoát. Không có cứu cánh giải thoát thì hợp với ý muốn của ma, mãi mãi sống với sự kềm tỏa của ma. Nghiệp chướng ma nạn, bản thân trái chủ, còn phải gặp dài dài, nhất định không trốn thoát được. Chính vì thế, làm thiện làm lành không phải đơn giản lắm đâu. Làm thiện lành mà thiếu trí huệ, coi chừng có thể tiếp tay cho tội ác.
nhiều người chưa nhận rõ lý tưởng cứu cánh của Phật giáo, cứ nói rằng tu hành thì làm thiện làm lành là đủ. Đây là ý niệm sai lầm. Quán xét cho thấu đáo mới thấy thiếu sót cạn cợt, chứ không phải đủ. Làm thiện mà không phân biệt rõ ràng thế nào là trực, là ngụy, là chánh, là tà, là âm, là dương, vân vân, thì coi chừng cái ở tướng thiện lành đã hàm chứa cái tâm sai lạc. Lạc trong nhân quả nghiệp báo, lạc trong lục đạo luân hồi, lạc trong bể khổ sanh tử, vân vân. Càng mê vào đó càng xa chánh pháp, càng chấp vào sự thiện ác thế gian, càng chướng ngại đường đạo. Nên nhớ, nghiệp ác hay nghiệp thiện vẫn là nghiệp. Đã là nghiệp thì có ngày phải thọ báo, không thoát khỏi luân hồi. Làm thiện mà quên đường giảng sanh tịnh độ thì không bao giờ thành tựu đạo quả. Vậy thì có khác gì với nghiệp ma? Cụ thể hơn, nếu như khuyên rằng các vị đồng tu ơi, hãy tu thập thiện, hãy quyết lòng làm lành không làm ác để có nhân lành, tạo được công đức hồi hướng Tây Phương, rồi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thoát dòng trần lao. Khuyên như vậy thì chính xác. Đây là tịnh nghiệp, là chánh pháp, là liễu giáo. Còn như khuyên rằng các vị đồng tu ơi, tu hành tức là làm lành lánh ác chứ có gì đâu, hãy giữ tâm an lạc là được, thì đây chỉ là cách tu phước báo hữu lậu, sanh tử luân hồi của thế gian, thuộc về bất liễu giáo. Sự hướng dẫn này xét cho kỹ rất mơ hồ, dẫn chúng sanh thả lơ lửng giữa dạng nẻo đường mông lung vô định hướng. Đối diện với nhiều cảnh khốn nạn, không dễ gì có cơ hội thoát thân. Rõ ràng, thêm một lời trở thành tịnh nghiệp giải thoát, bớt một lời biến thành phước nhân thiên lục đạo. Tu hành, chúng ta cần suy xét thật kỹ điều này. Hơn thế nữa, để tránh sự nhầm lẫn giữa chánh hạnh với trợ hạnh, thì chánh hạnh cần phải được thường xuyên nhắc đi nhắc lại hàng ngày cho người học đạo thâm nhập vào tâm. Chứ sơ ý chuyện làm phước thế gian là phụ thì nhắc nhở hàng ngày, còn chuyện liễu đạo giải thoát là chính mà lâu lâu mới nói tới một lần thì làm sao tránh khỏi lạc lối. Niệm Phật giảng sanh Tây Phương bất thối thành Phật là đại thiện trong đại thiện. Một chúng sanh giảng sanh là một chúng sanh thành Phật, thêm một vị Phật là thêm một nguồn giải thoát cho tận hư không biến pháp giới, thêm một năng lực cứu độ vô biên hữu tình. Công đức này tính đến sao cho xuể, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Tâm Bồ Đề là cái tâm rộng lớn như hư không, vậy mà nhiều người cứ muốn gói nó lại thành cái tâm thiện ác hữu hạn của thế gian, rồi tham đắm vào đó mà biến trợ hạnh thành chánh hạnh, để sau cùng tự mình đánh mất đường giải thoát. Tu theo lục đạo thì phải ở lại trong lục đạo để trả nghiệp, chịu luân hồi sanh tử. Nghiệp chướng càng ngày càng tăng, quả báo càng ngày càng xấu, oan gia trái chủ càng ngày càng khốc liệt, ân oán nợ nần từ vô lượng kiếp dồn về. Làm sao giải quyết cho xong đây? Chính vì mơ hồ đường giải thoát mà sanh ra lầm lẫn trong cách tu hành, biến pháp Phật thành ra những cách cầu phước, cầu lợi, cầu tiến, cầu danh, vân vân, rồi coi nhẹ hoặc quên mất ý niệm thoát ly tam giới, lơ là chuyện giảng sanh thành Phật. Từ cái ý niệm lệch lạc này làm cho tâm danh văn lợi dưỡng phát triển càng ngày càng mạnh, từ đó mới dẫn tới chỗ thiếu lý tưởng chân chính. Có rất nhiều người suốt những năm tháng khổ sở dùng công tu hành, nhưng thật ra thì nội dung chỉ toàn là phước báo nhân thiên. Đây chỉ vì còn bận bịu vào lòng tham cạn cợt, thành ra phải bị vướng mãi trong cảnh giới ngạ quỷ. Đã tham, nếu tham không được thì thành sân, cạnh tranh, ganh tị, đố kỵ, hơn thua, đây toàn là nhân chủng của địa ngục, thì mơ làm sao có được một tương lai tươi sáng. Còn tham, còn sân, chính vì còn cái gốc si, si là ngu si.
Những người ỷ mình có chút ít kiến thức, vội giả tự cho là hàng thông minh trí huệ, dùng cái thế trí biện thông thế gian mà bẻ công phá Phật, dựa vào cái vốn khoa học vô thường mà chống bán việc niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Họ đã quá cẩu thả nên phạm đến tội phỉ báng chánh pháp. Phỉ báng chánh pháp có quả báo quá xấu, thì làm sao tránh khỏi sa hầm tội nghiệp thay? Họ có biết được đâu, một bà cụ già cả hiền lành, một lòng tin tưởng, chỉ vài năm thành tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đã an nhiên giảng sanh, từ bỏ thế giới ta bà với sắc tướng tốt đẹp. 32 giờ sau khi lâm chung mới tẩn liệm, mà thân xác vẫn mềm mại, khuôn mặt vẫn tươi hồng như người đang ngủ. Tướng lành này mấy ai có được, người nào dám khinh thường? Vậy nên nếu là người tu hành chân chính thì nhất định không thể có tư tưởng mập mờ lấp lửng, nhất định không thể vì một lý do gì mà hành động lệch ra khỏi kinh Phật, lạc mất đường giảng sanh cực lạc, để tự đánh mất phần thành tựu đạo quả của mình. Nên nhớ, tu phải đúng chánh pháp mới được thiện lợi. Muốn đúng chánh pháp phải dựa theo kinh, y giáo tu hành. Chứ tu hành không phải là giống như kiểu bầu phiếu, thấy nhiều người làm sao mình làm theo vậy. Hãy quyết tâm làm theo lời Phật dạy, nương vào pháp niệm Phật để thoát luân hồi, chứ không thể nhắm mắt chạy theo ức người kia để tiếp tục chìm đắm trong bể khổ sông mê. Tự ta phải quyết thành tựu thì chúng sanh sẽ có ngày giật mình tỉnh ngộ, chứ không phải tuân theo chúng sanh để chung bè chịu hoạn nạn là từ bi hòa đồng hay hằng thuận chúng sanh đâu. Ấn Tổ dạy, độ chúng sanh là giúp cho một chúng sanh giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Công đức này vô lượng vô biên, lớn hơn là gieo duyên Phật Pháp cho vạn người. Ngược lại, nếu đánh lạc mất cơ hội giảng sanh Tây Phương của người khác thì tội này nặng lắm, nhất định xin đừng phạm đến. Chị Nhung khi nghe được tin bác niệm Phật ra đi an lành, có hộ niệm trước 8 tiếng đồng hồ, có khai thị rõ ràng, chị cẩn thận kêu gọi đồng tu khắp nơi hội về hộ niệm cho bác liên tục tới 32 tiếng đồng hồ, thật chu toàn quý hóa. Phàm phu chúng ta đều có nghiệp trọng, lúc xả bỏ báo thân khó có người tránh khỏi khổ sở. Nhưng bác thì thân xác mềm mại, khuôn mặt tươi đẹp, sắc mặt trang nghiêm. Nghe được điều này tôi mừng không kể xiết. Trước đó khoảng một vài tuần lễ, những ngày tôi còn ở Việt Nam, đến hộ niệm cho bác, nhiều lần bác làm tôi cảm động. Một cụ già đau bệnh yếu đuối, phải thường xuyên ngồi trên võng, ôm chiếc gối tranh từng hơi thở một để niệm Phật cầu giảng sanh. Thấy vậy mà tôi cảm động vô cùng. Một điều quý hóa nữa là bác rất an nhiên, không sợ chết, không cầu hết bệnh, không tham tiếc thân mạng nữa. Bác tha thiết được giảng sanh sớm, tâm hồn đã vững vàng an định. Trong kinh A-di-đà nói, tâm bất điên đảo chính là trạng thái này đây. Có một lần bác nói rằng, cầu xin Phật A-di-đà cho tôi được giảng sanh liền trong ngày hôm nay, chứ sống làm chi mà khổ dữ vậy. Đây là những yếu tố rất tốt, hợp với tính nguyện hạnh của pháp niệm Phật, hợp với bản hoài của Phật. Thấy được tinh thần thiết tha giảng sanh như vậy, tôi rất an tâm. Tôi nói, bác quyết lòng niệm Phật, quyết chí giảng sanh thì chắc chắn được giảng sanh về cực lạc, còn chuyện lâu hay mau thì để Phật lo, bác khỏi lo. Và có lần tôi nói đùa cho bác vui, bác về Tây Phương đừng quên con và những người đang hộ niệm đây nghe bác. Bác nhớ phải về cứu độ lại chúng con mới được đó. Bác nói, tôi sẽ cứu hết, không quên một ai đâu, chú Năm ạ. Bây giờ ngồi đây viết thư cho chị, nhớ lại những đời này mà lòng tôi vẫn còn cảm động, vẫn còn thấy vui. Niềm vui thật khó diễn tả. Bác giảng sanh mà tôi mừng, chính tôi vui, chính tôi thấy nhẹ nhõm như người vừa may mắn làm xong một trách nhiệm. Một trách nhiệm
đúng như vậy. Một trách nhiệm, nhất là đối với chị, một người quyết lòng tin tưởng, trung hậu, nhiệt thành. Tôi còn nhớ mãi những lời nói đầu tiên khi gặp chị. Em thấy em là người may mắn nhất. Em quyết định nghe lời anh Năm mà niệm Phật giảng sanh. Em thấy rõ đường đi rồi. Em không thay đổi gì nữa cả. Thật sự, chúng ta đã cùng kết được duyên lành tịnh độ. Một người mình khuyên họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu họ chống bán, không tin, không làm theo, thì thôi, mình buông thõng hai tay, ra đi khỏi cần bận bịu. Vì dù sao đi nữa, cũng đành phải chấp nhận sự rủi ro theo số phận riêng của họ, chứ không còn cách nào khác hơn. Thuận duyên thì khuyên nhau vài lời để cùng niệm Phật, nghịch duyên thì cần gì ta phải eo thêm nợ mới. Nhưng một người đã tin tưởng, phát lòng niệm Phật, quyết chí cầu giảng sanh, gia đình quyết lòng tổ chức trợ niệm đúng như pháp, nhưng vì nếu một nguyên nhân nào đó lỡ sơ suất, không được giảng sanh, thì thật sự không biết sẽ giải thích làm sao cho trọn đây. Thế nhưng chánh pháp vẫn là chánh pháp, không thể tà vậy. Sự sơ suất nếu có là điều nhân quả của chính con người tạo ra, chứ không phải Phật pháp. Lời Phật dạy trong kinh điển là chân lý, không thể sai lạc. Trước những ngày tháng lâm chung, bác đã tin tưởng, đã quyết lòng cầu giảng sanh. Một lòng niệm Phật thì đã hoàn toàn tương ưng với tính nguyện hạnh, đầy đủ tư lương để giảng sanh. Đây chính là điều kiện để giảng sanh. Gia đình đã quyết lòng bảo vệ hộ niệm liên tục trước khi lâm chung, ngày phút lâm chung, và còn hộ niệm liên tục 32 tiếng đồng hồ sau khi bỏ báo thân, thì điều kiện quá tốt, thêm bảo đảm cho bác siêu sanh, dự phần ở Liên Trì Hải Hội. Chính vì vậy mà thoại tướng đã xảy ra bất khả tư nghị. Có hương thơm, có ánh sáng, hoa cúc màu trắng trong bình lại biến thành màu vàng, vân vân. Xin thành tâm chúc mừng cho bác, cho gia đình, và thật sự tán thán lòng hiếu thảo cùng công hạnh niệm Phật của chị và gia đình. Phật dạy, thời mạt pháp tịnh độ thành tựu. Thời này mà chúng sanh không nương theo pháp môn niệm Phật để đới nghiệp giảng sanh Tây Phương, thì còn có phương tiện nào khác để mơ ngày thoát ly tam giới? Phật nói, ức triệu người tu hành, khó tìm ra một người chứng đắc. Chứng đắc quá khó, quá khó. Thật rủi ro thay cho những ai chưa nhận chân cái năng lực vượt ngang tam giới, siêu phàm nhập thánh của pháp niệm Phật. Nói như thế, nhưng người niệm Phật đừng quá ỷ lại. Tâm tự mãn là tâm thất bại. Ngài Tịnh Không thường cảnh báo rằng, người niệm Phật đời này có hàng vạn, mà được giảng sanh thì chỉ có một vài người. Tại sao vậy? Vì vọng tưởng, nghiệp chướng, oan gia trái chủ quá nặng. Xin hãy để tâm cẩn thận. Hẳn nhiên, được một vài người giảng sanh trong dạng người tu, thì so ra cũng được an ủi hơn là ức ức người tu, khó tìm ra một người chứng đắc. Thế nhưng, trong chuyến về Việt Nam tháng 5 năm 2006, thật sự tôi vô cùng hoan hỷ, rất sung sướng, vì biết được người Việt Nam mình đã giảng sanh khá nhiều. Từ năm ngoái, sau khi chị Bùi Thị Gái giảng sanh ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 9 năm 2005, cho đến khi tôi về lại Việt Nam tháng 5 năm 2006, thời gian có khoảng 9 tháng thôi, mà tin tức được giảng sanh ở Việt Nam đã được ghi nhận lên đến trên 20 người. Trong đó, nhiều nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mấy năm trước, mỗi năm đều có tin về sự giảng sanh, nhưng không nhiều như vậy. Riêng thầy Giác Chỉ ở chùa Phước Thạnh, quận 10, cùng nhóm Phật tử đã hộ niệm thành công đến mười mấy người. Theo như thầy nói, đó là những người thầy xác quyết được giảng sanh. Chứ còn người từ sắc tướng xấu chuyển thành tướng tốt, tươi hồng, mềm mại, chưa tính tới. Thật bất khả tư nghị, đây là một hiện tượng quá tốt, quá vui, quá mừng.
lòng thành tất linh ứng, một sự linh ứng đầy cảm động cho Phật tử đồng tu chúng ta. Mới vừa rồi tôi liên lạc với thầy Giác Chỉ, thầy cho biết thêm mới khoảng 3 tháng qua, tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2006 lại có thêm 7 người nữa ra đi, thoại tướng vô cùng tốt đẹp, vô cùng thù thắng. Như vậy, thời gian chưa đầy 1 năm qua mà ở Việt Nam chúng ta đã hộ niệm thành tựu có khoảng trên 30 người, kể luôn cả mẹ chị, người cô thứ tư của tôi. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Kỳ tích giảng sanh đã thật sự hiển hiện ngay trước mắt mọi người. Sự vi diệu tối thắng của pháp niệm Phật thật sự từng ngày được chứng minh cụ thể, xác đáng, rõ ràng, chứ không phải là mơ hồ. Có lẽ nhiều đời kiếp rồi chúng ta trồng được thiện căn lớn lắm, nên đời này mới may mắn chứng kiến một sự vi diệu mà nhiều người trên thế gian này có mơ cũng chưa chắc biết qua. Tuy nhiên, tình thực mà nói, sự xiển dương tịnh độ thì có nhiều người làm, còn trọng độ người giảng sanh thì vẫn còn quá ít, nhiều chỗ hoàn toàn chưa biết. Đây là điều sơ suất đáng buồn, khiến cho người niệm Phật nhiều mà giảng sanh còn quá ít. Làm sao để rộng độ chúng sanh? Hộ niệm. Có nhiều nơi vẫn còn lầm lẫn giữa hộ niệm giảng sanh với việc hậu sự lo đám tang. Hậu sự là chờ chết rồi chạy lo mai táng. Hộ niệm là cứu người sắp bị chết, biết đường niệm Phật để giảng sanh Tây Phương. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Người niệm Phật và được hộ niệm thì có thể nói ai cũng được giáng sanh, chỉ trừ trường hợp xui xẻo gặp phải chướng nạn bất ngờ phá hoại. Đây chẳng qua là điều bất khả kháng. Trong năm qua ở Việt Nam chúng ta có hơn 30 người hiển hiện tướng lành, tất cả đều có sự đóng góp của công đức hộ niệm. 30 người giáng sanh nghe thì nhiều, nhưng tính ra vẫn còn quá ít so với con số cả ngàn người chết hàng năm. Cho nên cố gắng tạo đạo tràng niệm Phật, giúp nhóm cộng tu niệm Phật và hướng dẫn cách hộ niệm giảng sanh. Đây là điều thực tế nhất để cứu người thoát nạn trong thời mạt pháp này. Khuyên người niệm Phật và tận lực hộ niệm lúc lâm chung là xiển dương tịnh độ và độ người giảng sanh. Công đức vô lượng, thân và tâm chúng ta đều hướng về tịnh độ thì chắc chắn ta sẽ giảng sanh về tịnh độ. Chúc chị và gia đình an vui, tinh tấn niệm Phật. Hẹn thư sau. Diệu Âm, Viết Sông, Brisbane, ngày 1 tháng 8 năm 2006. Đã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện tạp ác đều không nên nhớ. Hàng ngày làm mọi việc với ý niệm dạng bất đắc dĩ, xong rồi bỏ đi, đừng để dây dưa mà sẽ chướng ngại đến tâm niệm của chúng ta. Đại sư Diệu Không. Buông xả mới được giảng sanh. Em lộc, tu hành nhằm để ly khổ đắc lạc, nghĩa là thoát khổ được vui. Trên đời này thiên hạ sợ nhất là chết. Người niệm Phật coi sự chết sống là chuyện tự nhiên, bình thường như những chuyện bình thường khác. Quyết lòng làm lành đánh giữ, ngày ngày niệm Phật cầu sanh tịnh độ, giữ vững niềm tin, phát nguyện giảng sanh tha thiết, chân chánh tu hành. Vậy thì còn điều gì lớn hơn nữa để lo âu phiền muộn? Anh kính lời thăm tất cả cô bác tại đạo tràng. Anh luôn luôn nhớ đến tất cả đồng tu ở Long Khánh. Mỗi lần về thăm quê, anh đều cảm nhận được lòng quý mến của cô bác. Anh xin cảm niệm tấm thịnh tình này. Mong quý cô bác cố gắng tinh tấn niệm Phật, sự thành tựu đang chờ mọi người đó. Mới mở đầu thư em viết như vậy. Hôm nay viết thư cho anh mà cũng là lần đầu em sợ nhất. Nghe đến tiếng sợ nhất làm anh giật mình, nên phải đọc thật kỹ để coi thử chuyện gì có vẻ dễ sợ vậy. Nhưng tìm hoài không thấy. Ồ, thì ra anh lại hiểu thêm một chút nữa về đạo lý. Dạng pháp duy tâm, dễ sợ hay khó sợ đều cho tâm của chính mình tạo ra. Một sự việc không có gì quan trọng lắm mà em cho là quan trọng, thành ra cuống cuồng lên. Trong khi đó có những việc khá quan trọng hơn
đáng nói hơn lại không nhắc tới. Tu hành trong tâm phải an, bên ngoài phải xả, gọi là nội bất động tâm, ngoại bất trước tướng mới tốt. Lấy thẳng anh ra làm ví dụ, anh đi khuyên người niệm Phật, có người nghe có người không nghe, có người thuận có người chống. Nhưng nghe hay không, thuận hay chống là do duyên phần của người, có dính líu gì tới anh. Khuyên tu hành là phần của mình, còn thích thú hay chán ghét là phần của người. Thích thú là chuyện của thế gian, chán ghét cũng là chuyện của thế gian. Chuyện của thế gian thì cứ để thế gian lo, cớ chi mình phải xen vào. Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hễ có duyên với nhau thì không cầu cũng gặp, có cố tình trốn tránh cũng có ngày tương ngộ. Còn không duyên thì đường ai đi đi, dù đối diện cũng phải thành xa lạ. Phải tùy duyên em ạ. Vạn sự đều có nhân quả, tất cả đều được an bày theo đúng nhân duyên quả báo. Biết luật nhân quả thì chúng ta cố gắng chăm lo tạo cái nhân tốt, tránh duyên xấu thì tự nhiên có quả báo tốt. Chứ đừng chú tâm chuyển đổi quả báo làm chi cho phí sức là vô ích. Em làm việc thiện lành thì tự nhiên sẽ được quả báo thiện lành, không cần phải cầu xin quả báo tốt lành thì sự làm thiện mới thật là thiện. Cầu quả báo tốt là tham, còn tham thì tâm lượng hẹp. Tâm lượng hẹp thì việc thiện lành bị lệch hướng. Chính vì vậy mà quả báo khó được như ý muốn. Tất cả đều do tâm tạo, quả báo tốt hay xấu đều từ trong tâm hiện ra, chứ không phải ở ngoài. Ví như một người làm việc tốt nhưng thường gặp điều chẳng lành, đây chính là vì quả báo xấu từ cái nhân xấu trong quá khứ đang hiện hành. Nếu là người hiểu đạo thì hãy đón nhận với tâm thái an nhiên và tiếp tục làm điều thiện lành. Hiện tại hoàn cảnh dù có xấu nhưng tâm hồn vẫn an lạc thanh tịnh. Chính cái tâm thiện lành sẽ chuyển đổi vận hạn, hoàn cảnh xấu từ từ trở nên tốt đẹp. Ngược lại, có người làm điều xấu nhưng vẫn hưởng được phú quý giàu sang, đây chẳng qua là do cái nhân tích lũy thiện đức bố thí giúp người trong quá khứ đang kết tụ. Hưởng phước mà tâm thiện lành, biết làm phước thì phước đức sẽ hưởng vô tận. Hưởng phước mà không biết tu phước, tâm không thiện lành thì họ đang ra tay tàn phá cái phước đức có sẵn trong mệnh của mình. Một ngày đầu đó phước báo sẽ kiệt tận. Trên thế gian này không ít những trường hợp phá sản, chỉ qua một ngày thì phú quý biến thành hạ tiện, giàu sang trở thành bần cùng. Tất cả đều có nhân có quả do chính họ tạo ra cả. Một người thực sự muốn có quả báo tốt thì chính họ phải lo tạo cái nhân tốt, đừng tạo cái nhân xấu. Chúng ta khuyên người niệm Phật thực ra chỉ là đem cái duyên lành đến để cái nhân lành của họ kết tụ thành quả lành mà thôi. Người có sẵn thiện căn thì nhờ duyên này mà được thiện quả. Người thiếu thiện căn dù đem cơ hội giải thoát quỳ xuống dâng lên trước mặt họ cũng không có số phận để nhận lãnh. Người có phước sẽ hưởng được phước, người bạc phước dù phước lộc có chì tới tay họ cũng ném đi thôi. Cho nên phước đức phải có duyên phần, chấp nhận thì hữu duyên, từ chối thì vô duyên. Chúng ta chỉ giúp được người hữu duyên chứ không giúp được người vô duyên đâu. Nên biết tùy duyên tiêu nghiệp chướng và giúp nhau đới nghiệp giảng sanh, không cần gây thêm nợ mới. Sức của ta chỉ có vậy thôi. Ví dụ cụ thể, em muốn mời cha má vào Long Khánh ở với em để an ổn tu hành. Tâm ý này rất tốt, tâm em đã chân thành tha thiết muốn phụng dưỡng cha mẹ, là em đã có hiếu rồi. Lòng hiếu thảo của các em anh đã thấu rõ hết, anh rất khen và tán thán ý nguyện của em. Người già cả nên cần có nơi thanh tịnh thuận tiện đi an dưỡng tu hành mới tốt. Chỗ ở an ổn, hoàn cảnh thoải mái, đạo tràng trang nghiêm, đồng tu thượng trực, tâm đạo chân thành, hàng xóm không xen vào việc riêng của mình, vân vân, thì tâm mới an, hành mới lạc. Ngày ra đi dễ hộ niệm, dễ được giảng sanh. Con người ở những ngày cuối của cuộc đời thường hay gặp những biến cố bất ngờ, cho nên rất cần nhờ đến người biết đạo bên cạnh giúp đỡ, đồng tu tiếp trợ, lực hộ niệm mạnh cũng dễ dàng hóa giải. Chúng ta đều muốn tạo cơ hội cho cha má hưởng thêm cái phước đức này để an ổn thành đạo. Nhưng cha má không muốn đi thì nên tùy thuận theo cha má. Đến giờ phút này chúng ta không nên nài ép,
Nên nhớ, phước phải có phần. Phần của mỗi người tới đâu họ hưởng tới đó. Tuy nhiên tuổi xế chiều, cha má mình đã quy hướng Phật, đã ngày đêm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì cũng là nhờ thiện căn phước đức trong nhiều đời tích lũy mới được. Thôi thì hãy thuận theo người, tùy duyên chớ nên cưỡng cầu nữa. Em nhắc đến chỗ thanh tịnh tu hành làm anh nhớ tới điều này. Người muốn được giảng sanh cần phải buông xả thật nhiều. Ở đâu cũng phải buông xả. Môi trường tốt cũng phải buông xả, môi trường xấu càng phải quyết lòng buông xả nhiều hơn. Buông bỏ trù lũi luôn càng tốt, nhất là người già sắp chết, không buông xả không thể thoát nạn. Trước đây ta chưa biết đạo nên mập mờ chưa định, nay đạo lý giảng sanh đã hiển hiện khắp nơi, chân tướng sự thật trong kinh Phật đã hiển bày rõ rệt, thì còn chờ gì nữa mà không chịu giác ngộ sớm để lo tìm phương giải thoát. Phật dạy thời mạt này, chúng sanh phải y cứ vào pháp niệm Phật để thoát luân hồi. Tính hạnh nguyện 10 niệm tất sanh, đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, chắc chắn. Cơ hội thành đạo đang ở trong tầm tay, xin đừng để lỡ. Đừng thấy người khác giảng sanh dễ dàng thì tưởng rằng mình cũng được dễ dàng. Không đâu, chỉ khi nào thực sự ngự được trên đài sen rồi mới dám an tâm. Bây giờ thân mạng này vẫn còn ở tại cõi ngũ trược ác thế, tâm vẫn còn cảm nhiễm lục trần, cảnh vô thường vẫn còn hiện ra trước mắt, nghiệp chướng vẫn còn nặng nề, quan gia trái chủ vẫn còn càng trề, vân vân, thì tất cả chư vị đồng tu chớ nên khinh lờn. Chưa chắc phước đức của mình đã hơn được ai, xin mỗi người phải tự giác ngộ lấy, tự lo liệu số phận của mình. Cơ hội này quý lắm, phải giữ chặt để thoát nạn. Nên nhớ, đọa lạc hay cực lạc đều cho mình tự chọn, thăng hay trầm tự mình đi, không ai đi giùm mình được. Ở Tây Phương, toàn là những bậc Bồ Tát bất thối chuyển, thần thông, đạo lực, phước báo vô lượng bao trùm pháp giới. Ta muốn về đó thì tâm ta phải mở rộng bao trùm hư không pháp giới, mới tương ưng được với tâm Phật. Người có tâm lượng lớn như hư không thì ở đâu cũng là nhà, ở đâu cũng an nhiên sống thoải mái. Người còn chấp vào cái nhà, cái làng, miếng đất, còn dướng díu đủ thứ tình cảm thì còn bị kẹt nhiều lắm. Còn kẹt thì việc giảng sanh chưa dễ lắm đâu. Hãy giác ngộ mà buông xả rút ráo để được tự tại, an nhiên, tùy duyên niệm Phật. Trong kinh Phật nói, người thiếu phước đức phải sanh vào những vùng biên địa. Những người cứ bám vào những vùng xa xôi hẻo lánh, cách xa thành phố chỉ vì phước đức chưa được cao. Sống trong môi trường thiếu thốn tiện nghi, hoàn cảnh khó khăn thì phải chịu nhiều thiệt thòi. Đường thoát nạn cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cha má quyết lòng ở lại quê thì đây cũng do phước phần thiên. Biết có điều khó vậy rồi thì chúng ta cần nên thường xuyên nhắc nhở người phải cố công niệm Phật, chứ lơ là đừng xen tạp. Ngày ngày đều phải hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho quan gia trái chủ, hồi hướng Tây Phương và phát nguyện cầu giảng sanh tịnh độ thật mạnh mẽ. Phải nguyện tha thiết, nguyện khẩn cấp để cảm ứng được lực gia trì của Phật. Phải tập mở rộng tâm lượng thêm ra để tương ứng với tâm Phật Bồ Tát. Tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, tâm hồn rộng thì phước đức vô biên. Đừng nên khép tâm lại, cứ lần quần trong những chuyện thế tục thường tình mà đường giảng sanh phải chịu nhiều gian truân khổ nạn. Xin sáng suốt giải quyết. Giải quyết bằng cách nào đây? Chấp thì phải bỏ chấp. Một là hãy buông bỏ liền đi. Bất màng thế sự, bất cầu sống lâu, bất tham danh vọng, bất xen thị phi, bất tranh bất cãi, bất động tâm bởi những lời bàn tra tán vào của thiên hạ. Người già phải biết buông dạng duyên xuống để mong cuối đời được nhẹ nhàng giảng sanh. Hay là phải ngày đêm niệm Phật, không thể chần chừ hay lơ là được nữa. Phải kêu gọi cô bác tới niệm Phật chung hàng ngày. Phải thực lòng thương mến và giúp đỡ đồng tu. Phải kết hợp chặt chẽ với người biết đạo. Phải tiếp cận với người biết niệm Phật. Phải cầu thỉnh nhiều người đến để hộ niệm cho nhau. Phải chân thành làm như vậy, vì đây là lực lượng bảo vệ mình giảng sanh, thoát dòng sanh tử. Nên nhớ cho, chính các vị đồng tu mới là ân nhân cứu độ mình.
chứ không phải là tiền bạc, nhân nghĩa, danh vọng, tiếng khen. Con cái, người thân cũng chưa hẳn là người cứu được mình. Con cái hiểu đạo thì quá tốt, còn không thì dễ trở thành quan gia cái chủ. Một mối chướng ngại rất lớn của người muốn thoát nạn. Chính vì thế, người muốn giảng sanh phải lo liệu sớm. Một là khuyên giải con cái biết tu hành, biết cách hộ niệm khi mình lâm chung. Hai là tự mình phải công phu tinh tấn để hóa giải chướng nạn, tự tại giảng sanh. Điều kiện này tất cả mọi người đều nên chú ý. Ba là nếu con cái quá ngang bướng, không tin, không chịu hỗ trợ thì nên tìm cách lánh xa trước để khỏi trở ngại chuyện lớn. Hãy tìm nơi an toàn giảng sanh rồi trở về độ lại chúng nó sau. Có vậy mới mong trọn vẹn cả đạo lẫn đời. Cần chú ý rằng người niệm Phật mà cuối đời bị thất bại, hầu hết đều do con cái phá hoại. Vì không tin Phật Pháp nên chúng chống phá niệm Phật, ngăn cản việc hộ niệm. Vì không thấu hiểu chánh Pháp nên chúng thường có những việc làm điên đảo như giết hại sanh vật để cúng tế thần linh cầu tiêu tan giải nạn, bộc lộ những tình cảm yếu mềm như khóc than, kêu réo thảm thiết lúc cha mẹ ra đi, không kềm chế nổi những hành động dại khờ như níu kéo, giằng xóc thân thể người lúc lâm chung. Người đời không biết, nhưng thực tế đây chính là mối đại họa, đã vô ý đày đọa người thân của mình vào tam ác đạo giảng kiếp mà không ai ngờ tới. Giảng sanh được thì vĩnh viễn an vui cực lạc, một đời thành đạo, đọa lạc thì đời đời kiếp kiếp thống thiết khổ đau. Vậy thì phải mạnh dạn buông xả đi giảng sanh, không buông thì khó vô cùng. Người tuổi già hãy mau mau luyện trần lao xuống, đừng chấp cái nhà, đừng tham cái giường, đừng lưu luyến gì nữa cả. Buông xả là tâm buông xả, chứ không phải là sự việc buông xả. Bên ngoài vẫn sanh sống bình thường, nhưng trong tâm phải biết xem mọi chuyện nhẹ nhàng, bất cần, bất cầu. Ví dụ, một người ở nhà cao hay thấp, lớn hay nhỏ, tốt hay xấu, chẳng thèm để ý đến, chỉ coi đó là chỗ tạm bợ che thân khi còn lưu lại thế gian này mà thôi. Đây là tâm buông xả cái nhà. Buông xả cái nhà thì cái nhà không còn trói buộc nữa. Còn người quá lưu luyến nhà cửa thì cái nhà sẽ là cái nghiệp của họ. Có nghiệp thì có chướng. Chính căn nhà làm chướng ngại đường giải thoát. Chỉ vì chấp mà chịu nạn vạn kiếp khổ đau. Chịu nạn gì? Chúng ta hãy tìm hiểu thử con người bám vào cái nhà bằng cách nào đây. Một người khi chết rồi, thần thức theo nghiệp thọ sanh, trong đó ý nghiệp mạnh nhất. Người lúc sống tâm bám vào cái nhà thì lúc chết thần thức cứ quanh quẩn muốn trở lại căn nhà chứ không chịu rời. Nhưng làm sao trở lại? Một là phải làm người trong nhà đó, muốn vậy phải đầu thai vào bụng con dâu của mình mới được. Buồn thay, lúc làm mẹ chồng, lúc làm con của nàng dâu, chuyện này người đời nói mỉa mai là loài lộn kiếp. Nếu lúc sanh thời mẹ chồng nàng dâu bất hòa thì khi làm con của nó rồi, nó cũng thường giận tức mình, nó quất mình đến u đầu sưng nít cho đã cái nư, chứ có hay ho gì đâu mà ham trở lại. Tệ như vậy đó, nhưng vẫn còn đỡ vì ít ra cũng được làm người. Nếu giả như khi chết mà người trong gia đình, con dâu, con gái, cháu chích trong 49 ngày không có bầu thì làm sao đầu thai vào đây? Hơn nữa Phật dạy nhân thân đan đắc, muốn được làm người để ở lại căn nhà đâu phải dễ. Vì tâm vướng víu căn nhà nên không đầu thai chuyển thế được, thành ra bị lạc vào cảnh giới ma quỷ. Đã thành ma quỷ rồi mà trở về nhà thì làm cho con cháu sợ hãi đinh hồn vía lên mây. Về một lần còn tha thứ được, về lần thứ hai thì coi chừng chúng nó mời thầy bùa tới đánh tơi bời, chạy không kịp. Lúc đó có ân hận cũng đã quá muộn màng, đành phải lủi thủi lang thang ngàn năm trong cảnh giới đối sách lạnh lẽo thê lương. Còn một cách khác có lẽ dễ nhất để được trở lại căn nhà của mình, đó là đầu thai thành loài súc vật trong 49 ngày, không trâu thì bò, không mèo thì chó, không gián thì chuột, vân vân, chắc chắn cũng có loài thụ thai. Rơi vào đó rồi có phải là đáng thương hại lắm không? Chỉ vì một ý niệm thiếu sáng suốt mà ngàn đời vạn kiếp sống trong cảnh súc sanh vô si mê muội.
trong truyện ký Phật giáo có kể lại một câu chuyện rằng có một vị sư ngày ngày ưa thích chăm sóc bụi mía trước cửa chùa, khi chết biến thành con sâu nằm trong lóng mía. Một vị sư vì thích bụi mía mà còn biến thành con sâu bám vào đó thay. Huống chi người thế tục tham chấp cái nhà, ở vùng quê đôi khi có con chó con của nhà ai cứ thích vào nhà mình, gặp ai cũng mừng quấn quýt đuổi nó không chịu đi. Người nhà thấy dễ thương quá, thôi thì nuôi luôn, một là để giữ nhà, hai là sẵn con gái vừa mới sinh đứa cháu bé ỉa đái đầy giường, nhờ nó giải quyết giùm luôn đỡ phần lao dọn. Chúng ta phàm phu không rõ việc luân hồi, chứ biết chừng đâu con chó đó trước kia là người thân của mình mà không biết. Trong năm 2004, có một chị ở bên Mỹ qua Úc chơi đã kể lại một câu chuyện vừa mới xảy ra ở đó như vậy. Chị quen với một gia đình nọ có nuôi một con chó rất dễ thương. Họ cũng rất thương con chó và chăm sóc nó rất kỹ. Năm đó, cả nhà muốn du lịch thế giới. Họ muốn đem con chó theo, nhưng phí tổn phải trả trên 10.000 Mỹ Kim, quá cao, trả không nổi. Định gửi người quen nuôi thì sợ họ không chăm sóc tốt mà tội nghiệp cho con chó. Bàn qua tính lại, bỏ thì thương, dướng thì tốn. Thôi thì gia đình đành phải gạt lệ, bắt con chó suốt đời trung thành với mình ra làm thịt, để cả nhà nhậu một bữa no say rồi mới an lòng đi chơi. Cảnh đời nhiều nỗi thật quá trớ trêu. Ngài Tịnh Không có lần nói rằng: lắm lúc vì thương nhau, thích nhau mà hại nhau. Trẻ em thích chuồn chuồn nên mới bắt chuồn chuồn cắt cánh để chúng khỏi bay. Thích dế nên bắt dế ngắt đầu, nghiêm lên chiếc tâm để nắm. Con người có lý trí hơn con vật thì phải sáng suốt. Thương con thương cháu thì nên khuyên con cháu tu hành, dạy chúng làm lành làm thiện. Riêng mình hãy cố gắng niệm Phật, quyết lòng cầu vãng sanh thành đạo, để đủ khả năng cứu độ đám con cháu mê mờ, ngu muội. Tuyệt đối đừng vì tình cảm sai lầm, sơ ý đặt vào loài súc sanh. Dù có dịp tìm về gặp lại con cháu thì đời đời vẫn phải sống trong kiếp súc sanh, và sau cùng bị chính con cháu kéo đầu mình ra thọc huyết làm tiết canh, nhậu say sưa túy lý đó. Vì quá thương mà hại mình hại con là vậy. Phật dạy ngu si là đường súc sanh. Tâm không chịu lo niệm Phật cầu vãng sanh, cứ tham chấp vào thế tục tầm thường cho là vui, không biết đâu là đường giải thoát, cứ chạy theo đường đọa lạc cho là sướng. Không chịu nhận Tây phương cảnh Phật làm quê hương, lại cứ bám vào trần gian khổ luyện này cho là quê cha đất tổ. Nói chung, người mù mờ đường giải thoát, cứ mãi chạy theo ngã luân hồi thì thiếu trí huệ lắm vậy. Chữ si trong nhà Phật rất dồi dào dạng thức. Người hiểu đạo phải biết sợ cái độc tố này mà buông nó xuống, phải xả tham chấp ra mới hy vọng thoát nạn. Tham luyến tiền bạc kẹp vào tiền bạc, tham luyến kho tàng kẹp vào kho tàng, tham luyến ruộng vườn kẹp vào ruộng vườn, tham luyến làng mạc kẹp vào làng mạc, chắc đâu kẹp đó. Kẹp tức là đọa lạc. Biết vậy rồi thì hãy xả nghi đi chứ. Thân đang ở tạm nơi trần thế, tâm hướng Tây phương quyết chí về. Thơ Ngọc Đài: tất cả chỉ là tạm bợ, người lữ khách mượn nó ở tạm vài hôm rồi đi, dạy gì chắc chặt vào đây mà chịu khổ. Hướng về Tây phương cảnh Phật mới thực sự là bậc thánh nhân vậy. Giác ngộ sớm, buông xả sớm, thành đạo sớm, căn nhà chỉ là phương tiện để ở. Người hiểu đạo thì ở đâu cũng là nhà, khi đi cứ việc biện bỏ mà đi. Còn người sống lên vì cái nhà thì cái nhà trở thành cục nợ, nhất định nó báo hại mình khổ đến rơi nước mắt, khổ đến quằn quại khóc than, nhưng nó vẫn không tha thứ. Cũng như ngôi chùa là chỗ để tu hành, chứ không phải tu hành làm gì ngôi chùa. Người tu vì nhắm đến ngôi chùa thì ngôi chùa sẽ là một thứ chướng ngại, nó sẽ lôi mình lại trong lục đạo luân hồi, không thể giải thoát. Ngài Tịnh Không nói: tu không phải là bỏ cái nhà lập cái chùa, vì cái chùa cũng là hình thức một cái nhà. Không biết tu mà đi lập nên cái chùa thì cái nhà chùa còn nặng nợ hơn cái nhà riêng vậy. Cổ Đức nói:
hữu tràng vô đạo, bất khả hung giáo. Có chùa mà không tu hay không theo đúng chánh pháp thì phá đạo chứ không phải phát triển đạo. Xin nhớ điều này. Những người nhiều phước báo, sự nghiệp lớn, gia sản khắp nơi cũng cần phải sớm thông hiểu đạo lý này, phải mau mau biết tu hành, làm phước làm thiện, tích lũy công đức thì phước báo này sẽ hỗ trợ đắc lực cho mình an vui giải thoát. Còn cứ tham luyến vào đó thì coi chừng sau cùng cũng lâm cảnh đáng thương như loài dơi. May mắn lắm cũng chỉ chui nấp vào một lỗ nhỏ ở mái hiên, đêm đêm sương lạnh cắt da vẫn phải bay qua bay lại suốt đêm để liếc nhìn lấy sản nghiệp của mình. Chỉ được thế mà thôi chứ có cách nào khác hơn. Câu hỏi khác, có người biết niệm Phật vẫn cầu vãng sanh, khi chết hộ niệm cũng được, nhưng lúc di quan thì muốn phải mời 5 đến 6 chùa tới đưa đám, có nên làm theo không? Trả lời, nên làm, chuyện này tốt. Người chết có nhiều chư tăng ni Phật tử tới tụng kinh cầu siêu, đưa đám rất tốt. Người nghiệp chướng nặng, lúc chết phải thọ những quả báo xấu ác, nhờ gia đình thành tâm tụng kinh cầu siêu, nhờ thêm chư tăng ni hỗ trợ, có thể giúp họ thoát được các đường hiểm ác, sanh vào các thiện đạo, hoặc ít ra cũng làm nhẹ phần nào tội chướng. Không những mời chư tăng ni các chùa đưa linh cữu, mà trong 7 thất 49 ngày nên làm siêu độ ở các chùa cũng rất tốt. Phận làm con cái nên cẩn thận tối đa, hết lòng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, chư Long Thiên Hộ Pháp gia trì, lòng thành tất linh ứng. Tuy nhiên, người muốn được vãng sanh thì trong suốt thời gian ít ra phải 8 giờ sau khi tắt thở, chỉ có niệm Phật hộ niệm khai thị, chứ không nên xen kẽ tụng kinh cầu siêu, coi ngày coi giờ gì cả. Mọi việc phải đợi sau khi hộ niệm xong mới làm. Không những thế, còn nên tăng thêm giờ hộ niệm lên 12 giờ, 16 giờ, 24 giờ càng tốt. Phải chí thành chí thiết hộ niệm cho người được vãng sanh. Phải tin rằng công đức câu Phật hiệu bất khả tư nghị. Cầu siêu, nếu được nhiều người tham gia, càng có nhiều công đức. Dù cho đôi khi người tham gia không thành tâm lắm, nhưng không nhiều thì ít vẫn có sự hỗ trợ, chứ không có trở ngại. Ví dụ, người không có lòng thành với Phật Pháp, nhưng họ cũng có lòng thành thương tưởng người quá cố, họ vẫn thận trọng lễ lại, nghiêm cẩn cầu nguyện. Công đức ít nhiều chắc có khác, nhưng vẫn có lợi, vô hại. Mình nương theo chùa chiền là nương theo Phật, nương nhờ lực tụng niệm của đại chúng để có thêm công đức hồi hướng cho hương linh, chứ không phải chạy theo những người làm sai. Ai sai mặt họ, mình tới chùa lạy Phật, niệm Phật, một lòng y theo giáo giới của Phật tu hành, chứ không phải y theo cá nhân người sai trái. Phật dạy y pháp bất y nhân, luôn luôn y theo pháp Phật tu hành thì chùa nào lại không tốt. Nhất định phải nhớ, không thể vì một cá nhân làm sai mà mình đành bỏ chuyện tu hành để chịu đọa lạc. Hơn nữa, cầu siêu cũng là cách kết duyên Phật Pháp cho cả người chết lẫn người sống. Người chết thì mong cho hương linh tóc xả mê đồ trưởng thừa Phật lực, người sống thì niệm một câu A-di-đà Phật, nghe một tiếng Phật hiệu, một cái liếc nhìn tượng Phật, lạy Phật một lạy, thì chủng tử Phật đã ký vào tâm thức của họ rồi. Dù đời này chưa tu được, nhưng may ra một kiếp nào đó trong tương lai, nhờ chủng tử này hiện hành mà họ được giác ngộ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ là pháp môn đặc biệt có khả năng đưa một chúng sanh phàm phu nghiệp chướng sâu nặng vượt qua tam giới, đi thẳng về cõi Tây Phương Cực Lạc thành bậc bất thối Bồ Tát. Đây là điều bất khả tư nghị của pháp niệm Phật. Chỉ cần trì giữ câu Phật hiệu niệm tới cùng, một lòng tin tưởng vững mạnh, tha thiết nguyện cầu hết báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ phát sanh, cuối đời được vãng sanh, viên mãn thành tựu đạo giải thoát. Điều này chắc em đã biết rõ rồi. Chính em đã tận mắt chứng kiến người vãng sanh rồi thì tuyệt đối không còn hồ nghi nữa. Thế nhưng, thế gian này có mấy ai chịu tin? Vì lòng tin không vững, vì lý đạo chưa thông,
vì tập quán mê mờ đã ăn sâu vào tiềm thức, thành ra nhiều người niệm Phật vẫn còn lo sợ đủ điều. Lo sợ nghiệp chướng sâu nặng, lo sợ không được giảng sanh, lo sợ không được Phật tiếp độ. Đâu ngờ tiêu chuẩn giảng sanh vốn đã có thừa, nhưng chính vì sự hồ nghi này làm cho mất phần giải thoát. Vô lượng kiếp qua trầm mình trong bể khổ, mong cho được cơ hội thoát nạn. Nay cơ may đã tới, đáng lý được tọa nguyện, nhưng chỉ vì một chút nghi ngờ này thôi mà đành chịu hụt lặng trong bể khổ luân hồi thêm vô lượng kiếp nữa, thật quá đáng tiếc. Trong pháp niệm Phật có ba điều cấm kỵ, đó là hồ nghi, ren tạp, gián đoạn. Hồ nghi là không tin tưởng, không tin tưởng nên niệm Phật mà còn xin đầu này dây đầu đó, tục ngữ thế gian gọi là bắt cá hai tay, tưởng rằng chắc ăn, đâu ngờ trụi lũi. Tâm xen tạp thì niệm Phật bị gián đoạn. Ba điều này liên hợp với nhau, tuy ba mà một, tuy một mà ba. Nhiều người thường lo sợ rằng vì bận công chuyện làm ăn không thể niệm Phật liên tục. Không phải vậy đâu. Gián đoạn hiểu cho cùng lý chính là tâm xen tạp, chứ không phải làm việc làm. Người bận công việc làm ăn, họ vẫn làm việc, nhưng làm xong thì niệm Phật, ngày ngày chỉ niệm Phật, không tu tạp nhạp thì vẫn gọi là không gián đoạn, chỉ có công phu không cao mà thôi. Tâm xen tạp chính là tâm bất định, mất chánh định, lòng tin không vững nên ý chí chao đảo, không có hướng đi rõ rệt, ý nguyện giải thoát mù mờ, thành ra gặp đâu tu đó. Nay tu cách này, mai tu cách khác, cầu phước, cầu lộc, cầu thọ, cầu danh, cầu tài, vân vân. Để ngừa khi lỡ mình không được giảng sanh thì ít ra cũng khỏi bị thua thiệt với người. Đây là dạng người thiếu thiện căn, bạc phước lắm vậy. Trở lại chuyện bà cụ niệm Phật mà còn lo sợ khi chết không có tăng ni đưa đám, đây chỉ vì niềm tin vào câu Phật hiệu chưa vững, đạo lý giảng sanh chưa thông. Hàng ngày có niệm Phật nhưng trong tâm cứ mãi nghĩ đến lúc chết với cảnh quan tài đi trước, linh hồn đẻo đẻo theo sau hướng về phần mộ. Trong cảnh chia ly buồn bã ấy, nếu được tăng ni đưa tiễn thì đỡ tủi thân. Cái quan niệm sống làm người chết làm ba đã ăn sâu vào tâm khảm của người thế gian. Vì vậy, dặn dò phải có tăng ni đưa đám chẳng qua là bình phong che giấu cái ý nghĩ thành ma sau khi chết. Đám ma cần phải có trống kèn cờ xí, con cháu khóc lóc thảm thương, có chấp kích đưa đường, có ông địa dẫn lối, vân vân, để đường về địa ngục khỏi bị lạc. Người đã niệm Phật cầu giảng sanh, sao lại còn muốn làm ma đi theo quan tài xuống nằm dưới huyệt mộ làm chi vậy? Hai đường ngược chiều, một đường đi lên, một đường chui xuống. Đường nào phải chọn một đường, chắc chắn không thể một lúc đi hai đường được. Tin không sâu, nguyện không thiết, dù có niệm Phật cũng vẫn bị lạc đường là gì vậy? Giảng sanh là đi về Tây Phương cảnh Phật, thần thông đạo lực nhiệm màu, có năng lực của một vị đại Bồ Tát, hưởng an vui cực lạc chờ ngày thành Phật. Đi làm ma trong nghĩa địa thì đời đời đối khác thê lương, cơ hàn thống khổ, cảnh nào tốt hơn? Nhất thiết duy tâm tạo, Phật dạy tất cả đều cho mình chọn lựa. Niệm Phật phải quyết cầu giảng sanh, tranh thủ từng phút để niệm Phật thì chắc chắn được giảng sanh. Thế thì còn lưu luyến làm chi cái thân xác sắp rã thối, còn ham làm chi cái mô đất trong nghĩa địa quan du? Những tập tục của thế gian là dành cho người chết, còn ta đi giảng sanh về với Phật có dính líu gì tới chết đâu. Cho nên phải tin sâu, nguyện thiết, dốc lòng niệm Phật, tâm chân thành, thanh tịnh, giác ngộ thì mười niệm tất sanh. Chứ đừng nên ngoài miệng thì niệm A-di-đà Phật, còn trong tâm thì nghĩ đến làm ma. Thành ma thì làm sao thành được Bồ-Tát ở cõi Tây Phương? Người niệm Phật phải luôn luôn tự phản tỉnh lấy mình, đừng sơ ý đi lạc đường nữa. Sai một ly đi ngàn dặm, nhiều người niệm Phật kết cuộc không được giảng sanh, chính vì tâm còn xen tạp, tâm bất định, tự mình làm mất phần giảng sanh mà còn ảnh hưởng tệ hại đến người khác.
Chúng sanh trong thời này mê mờ thì nhiều, sáng suốt thì ít. Vì thiếu thiện căn nên nhiều người không vững niềm tin, đôi lúc cũng muốn niệm Phật nhưng ngại ngùng do dự, cứ đứng sớ rớ xem chừng, chờ có người khác niệm Phật có kết quả tốt không, có ai được vãng sanh không, rồi mình thủng thẳng tính sao. Thật là bất phước, tâm hồ nghi thì cảnh hồ nghi, người bạc phước gặp toàn kẻ phước bạc, nghiệp chướng chập trùng, quan gia trái chủ trùng điệp, dễ gì chúng chịu tha cho mình một con đường sáng đi giác ngộ. Vậy thì người niệm Phật cầu sanh tịnh độ phải lo quyết chí vãng sanh, hãy dặn dò con cháu lo chu toàn việc hộ niệm, dặn chúng nó rằng một khi bác sĩ đã bó tay thì dứt khoát phải sớm xuất viện đưa ta về nhà để lo hộ niệm, chứ đừng chần chừ mà ta bị nạn liệm vào nhà xác một cách phủ phàng. Dặn dò đừng khóc than, đừng buồn phiền, đừng ôm ấp lay động xác thân trong suốt thời gian ít nhất là 8 tiếng đồng hồ để hộ niệm, rồi sau đó muốn coi ngày coi giờ bói toán gì đó tùy ý. Có như vậy thì việc vãng sanh của ta mới chắc chắn, số phận của ta mới đại phước đại lành. Thế mới biết còn nhiều điều rất quan trọng cần phải dặn dò mà không chịu dặn, để nhắc nhở làm chi đến cái quan tài chứa cái xác chết sắp thối rã dưới mồ quan. Tập tục thế gian thường hay bói toán chọn ngày giờ tốt để nhập quan chôn cất, đây chẳng qua là tìm chút phước báo. Có phước nào lớn hơn cái phước được vãng sanh thành Phật? Một vị đại Bồ Tát ở cõi Tây Phương chẳng lẽ còn cần đến chúng phàm dân cầu phước cho sao? Khi vãng sanh rồi, thân tướng của ta làm kim cang bất hoại, màu sắc ống ánh như vàng đấu chảy, trang nghiêm tốt đẹp như Phật, chứ đâu phải trả rời thối nát như cái xác chết đó đâu. Cho nên hiểu đạo rồi, người niệm Phật đừng chấp chi những thứ vô thường huyễn hóa nữa, cứ để mặc cho con cháu nó lo. Lo tương tất thì chúng có hiếu, được phước. Làm lượm thượm thì cũng đâu can hệ gì đến một vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Hãy thành đạo trước về cứu độ chúng sau. Phải quyết lòng buông xả, quyết một đường đi, quyết một hướng cầu vãng sanh cực lạc. Đừng sơ ý, lỡ kẹt rồi thì đành phải ôm lấy nắm xương tàn ngàn năm khổ lụy. Câu hỏi khác, đi hộ niệm tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện có sai không? Trả lời, không sai gì cả. Tụng kinh Địa Tạng giải nghiệp rất tốt, nhưng chỉ nên tụng trong lúc còn tỉnh táo, chứ không nên tụng lúc lâm chung, và chỉ tụng một vài lần là đủ rồi. Còn hầu hết thời gian thì chú tâm vào câu A-di-đà Phật để cứu người vãng sanh. Như vậy, khi đi hộ niệm mà bệnh nhân tha thiết được nghe kinh Địa Tạng, em đã mời tăng ni về tụng một biến. Giải quyết như vậy là rất hay, hợp tình hợp lý, không có điều gì sai trái. Hơn nữa, khi hộ niệm, chúng ta không được cưỡng bức hay làm điều gì trái ý người bệnh. Hãy cố gắng giải quyết những khó khăn của bệnh nhân trước. Những mối âu lo trong lòng được giải tỏa thì họ mới vui vẻ an tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Tụng kinh, niệm chú, tụng sám, niệm Phật, tất cả đều có công đức, đem công đức hồi hướng cho bệnh nhân đều được lợi lạc, chứ không thể nói tụng kinh Phật là sai được. Kinh Phật là lời Phật dạy, từ kim khẩu của Phật nói ra, mục đích chính là phá mê khai ngộ, cứu độ chúng sanh thoát khỏi mê đồ, trở về bến giác. Phật thuyết nhiều kinh điển làm gì ứng biến theo căn cơ chúng sanh. Căn cơ chúng sanh bất đồng, nghiệp chướng nặng nhẹ cũng bất đồng, nên Phật phải thuyết nhiều kinh khác nhau để đối trị nhiều trường hợp khác nhau. Nghĩa là tùy cơ ứng thuyết, tùy bệnh cho thuốc. Tùy cơ ứng thuyết thì kinh điển, pháp môn đều là phương tiện để dìu dắt chúng sanh. Tìm đúng pháp môn thích ứng với căn cơ để thực hành thì thành tựu dễ dàng, còn tu trì những pháp không hợp với căn cơ thì rất khó thành tựu. Tùy bệnh cho thuốc, nghĩa là chúng sanh có bệnh, Phật cho thuốc trị riêng, kinh Phật ví như vị thuốc, nghiệp chướng của chúng sanh ví như chứng bệnh. Bệnh gặp đúng thuốc, dù bệnh nặng cũng sẽ nhanh lành, còn dùng không đúng thuốc thì bệnh cứ dây dưa, đôi khi trở thành vô ích. Trong kinh Đại Tập Phật nói rằng, thời mạt pháp chỉ còn câu A-di-đà Phật mới cứu chúng sanh,
vượt thoát sanh tử luân hồi. Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật dạy phải chuyên lòng niệm Phật mới được thành tựu. Chư cổ đức cũng nói, thời mặt pháp nghiệp chướng chúng sanh sâu nặng, những pháp môn bình thường không thể giải nổi, tất cả kinh sám không gì qua được câu A Di Đà Phật. Thuốc cứu độ chúng sanh trong thời mặt pháp chính là niệm A Di Đà Phật. Một lòng niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ là pháp tu thẳng tắc tới quả vị Phật, khỏi tốn ba đại A Tăng kỳ kiếp vô lượng kiếp tu hành. Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát là để giải nghiệp, làm cho nghiệp nhẹ đi. Một người bị nghiệp nặng phải bị đọa địa ngục. Thành tâm trì tụng kinh Địa Tạng có thể vượt thoát ách nạn địa ngục, sanh vào ba đường thiện trong lục đạo, nghĩa là vẫn còn sanh tử luân hồi, chứ không phải vượt qua được tam giới. Có nhiều người cho rằng tụng kinh Địa Tạng, tụng chú Đại Bi, tụng kinh Phổ Môn, tụng kinh Từ Bi Thủy Sáng thì giải nghiệp, giải được nghiệp chướng thì được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không phải vậy đâu. Giải nghiệp thì tốt, nhưng cứ lo giải nghiệp để mong thoát dòng sanh tử thì phải trải qua vô lượng kiếp tu hành. Còn về Tây Phương Cực Lạc, để một đời bất thối thành Phật là do tín nguyện trì danh. Mười niệm tất sanh, ai cũng có thể thực hiện được trong đời này. Đây là lời thệ độ sanh của Đức A Di Đà Phật. Xin đồng tu xem lại kinh điển thật kỹ sẽ rõ ràng chuyện này. Trong Quán Kinh, Phật có đưa ra ba điều tu phúc là chánh nhân tịnh nghiệp của ba đời mười phương chư Phật tu hành. Thứ nhất là phước nhân thiên, thứ hai là phước nhị thừa A-la-hán, thứ ba là phước đại thừa Bồ-Tát. Tu phước nhân thiên là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm không sát sanh, làm mười điều thiện. Thực hành được bốn tiêu chuẩn này sẽ không bị đọa xuống ba đường ác, khi chết được sanh trở lại làm người hoặc lên trời hưởng phước. Trì tụng kinh Địa Tạng được thoát ba đường ác, sanh lại làm người, làm trời, thì đây chính là tu phước báo nhân thiên. Đặc biệt nhất là hiếu dưỡng phụ mẫu, chứ không có gì xa lạ. Cũng nên nhớ trì tụng không có nghĩa là cứ tụng kinh khơi khơi là được, mà chính là phải thực hành, phải tu tập theo đúng tôn chỉ trong kinh mới được quả báo làm người làm trời. Tình thực mà nói, thời mặt pháp này hầu hết các pháp tu đều rơi vào cách tu phước báo nhân thiên. Một mức tu thấp nhất trong kinh Quán Vô Lượng Thọ của Tịnh Độ Tông mà thôi. Vì sao vậy? Vì không thể thoát đi tam giới lục đạo. Không thoát được tam giới thì dù lý luận có hay cho mấy, triết lý có cao diệu tới mây xanh, thì kết quả cũng chỉ lần quần trong tam giới lục đạo để chịu sanh tử luân hồi. Trong khi đó, người niệm Phật chỉ cần trì giữ câu A-di-đà Phật mà an nhiên vãng sanh vượt qua lục đạo, thành vị đại Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Chính vì thế, pháp niệm Phật không còn đối đãi trong tiểu thừa, đại thừa, mà là nhất thừa thật tướng. Một đời thành Phật nghi từ danh hiệu A-di-đà-phật vậy. A-di-đà-phật Diệu Âm, viết xong, Brisbane, 16 tháng 9 năm 2006. Phật bảo chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cầu sanh tịnh độ. Phật bảo chúng ta hãy liễu sanh tử, thoát luân hồi thì chúng ta tuyệt đối không còn luyến tiếc những gì của lục đạo nữa. Pháp sư Tịnh Không. Vấn đề cảm ứng. Thư gửi đạo hữu Tâm Minh cùng quý liên hữu Tình Thư Quán. Thành thực cảm ơn rất nhiều vì một số đĩa DVD, MP3, VCD Pháp của đạo hữu Tâm Minh gửi tặng. Diệu Âm cũng có chung một tâm nguyện với quý liên hữu, cố gắng ấn hành những băng đĩa khuyến tu niệm Phật. Thời mà pháp này mà rời câu A-di-đà Phật thì chúng ta không còn có hy vọng nào khác để thành tựu chánh quả. Đã lỡ vô ý chịu trầm luân khổ nặng vô lượng kiếp qua rồi, nay cơ duyên thành Phật đã đến, xin quý liên hữu hãy một lòng trì giữ câu A-di-đà Phật để một đời này được vãng sanh thành Phật. Sự hoạt động của đạo hữu cùng anh chị em Tịnh Thư Quán đã đem lại rất nhiều tiện ích thiết thực trong việc truyền bá pháp Phật, nhất là diễn dương pháp môn tịnh độ cho người Việt Nam. Anh chị em đã làm một công việc vì lợi ích chúng sanh,
vì Phật Pháp trường tồn, chắc chắn sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì. Công đức này lớn lắm. Riêng Diệu Âm thì thành thật cảm kích và khâm phục. Mong anh chị em cố gắng hoạt động mạnh mẽ để người Việt Nam khắp thế giới được sự nương nhờ. Chúng ta mỗi người góp một tay lưu truyền đạo Pháp, giúp người giảng sanh. Cầu nguyện cho tất cả quý anh chị em trong một báo thân này đều thành tựu đại nguyện. Cuối năm 2006, đầu năm 2007, Diệu Âm về Việt Nam thời gian 3 tháng. Dịp này có cơ duyên được đi vào thăm khắp cả ba miền đất nước, mới ngỡ ngàng khi thấy được những điều khá dễ thương của những người Phật tử quê nhà. Cuộc sống giản dị mộc mạc, phải lo làm lụng sinh nhai chật vật hàng ngày. Ấy thế mà tinh thần tu hành khá cao, Phật tử đồng tu rất có lòng thành kính tam bảo. Pháp môn niệm Phật đã lan truyền khắp mọi miền. Phái đoàn làm Phật sự được hướng dẫn đến các nơi để phổ biến về cách hộ niệm lúc lâm chung. Đi đến đâu cũng được chư vị tăng ni và Phật tử đồng tu đón tiếp nhiệt thành và đầy thiện cảm. Trong dịp này, tôi cũng phát hiện một điều khá lấy làm vui mừng. Đó là hiện tượng giảng sanh với thoại tướng thật tốt đẹp xảy ra rất nhiều. Trong khoảng năm 2005-2006, số người niệm Phật giảng sanh lên đến hàng trăm, hầu hết xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, một số khác ở các tỉnh miền Trung. Ngoài Bắc cũng nghe tin có một vài người xa đi với thoại tướng tốt đẹp nhờ các vị đồng tu trong các nhóm niệm Phật hộ niệm. Tôi cũng tiếp xúc được một số vị đồng tu cũ có, mới có trong các nhóm hộ niệm. Có người đã phát tâm nguyện rất cao cả, quyết lòng đi hộ niệm để cứu người giảng sanh khắp nơi. Và họ cũng đã kể lại những kỳ tích giảng sanh trong năm qua rất là lý thú. Tín tâm của quý liên hữu đó dâng cao sau khi chính họ đã từng mắt chứng kiến những hiện tượng bất khả tư nghị xảy ra khi đi hộ niệm. Có dịp Diệu Âm sẽ tâm sự thêm về chuyện này, hay lắm. Đạo hữu Tâm Minh đã hỏi đến mấy vấn đề kể ra cũng khá lâu, nhưng vì bận quá không cách nào trả lời được, nay có dịp xin góp bạn một vài ý. Đầu tiên, Diệu Âm xin nói rõ rằng khi bàn bạc với nhau, chúng ta chỉ đưa ra vài nhận xét cá nhân để cùng nhau mổ xẻ. Quý liên hữu hãy nghĩ rằng, ví như trong một phiên họp của đạo tràng, Diệu Âm có mặt, rồi chúng ta nêu lên vài cảm nghĩ để cùng học hỏi. Xin anh chị em đừng vì quá cảm tình mà vội cho lời của Diệu Âm là đúng. Cẩn thận và hài hòa với nhau là điều tốt nhất. Một, đầu tiên, về quy tắc tu học của Ấn Quang Đại Sư mà anh chị em trong Tịnh Thư Quán lấy làm kim chỉ nam để tu học tịnh độ. Đây thực sự là điều rất quý. Nếu anh chị em cứ giữ một lòng trung thành, làm đúng theo lời dạy của Ngài, thì chắc chắn không có gì sai lạc. Ở đây, Diệu Âm cũng nương dựa vào đó để tu tập, chứ không có gì khác lạ. Phải chăng đây là con đường tu hành vững vàng nhất cho chúng sanh thời mạt pháp này, hồ đạt được thành tựu? Lời Ngài dạy rất cụ thể, rõ ràng, giản dị, nhắm thẳng vào sinh hoạt thực tế, gần gũi, chứ không có triết lý cao kỳ. Người căn tánh cao thượng tự đó ngộ ra lý đạo cao siêu, người bình dân hạ căn đọc đến cũng dễ hiểu, dễ nắm được quy tắc căn bản để tiến tu hoàn thành đạo nghiệp. Lý đạo và sự đạo hòa hợp với nhau, không có chướng ngại trong lời khai thị của Ngài. Cao thì cao đến chỗ ngộ ra chân tâm tự tánh ngay trong những sự tướng hiền hòa mộc mạc. Tất cả những sinh hoạt bình thường như mặc áo, ăn cơm, nói, nín, đi, đứng, nằm, ngồi đều hiện ra lý đạo giải thoát. Tâm sanh ra tướng, sắc tướng phóng quang hiển lộ đạo tâm. Rộng thì rộng đến chỗ bao dung không bờ mé. Sâu cũng thật là sâu, sâu thẳm đến tận đáy tâm chân thành thanh tịnh. Đọc những lời khai thị của Ngài, chúng ta thấy đạo ở trong đời, đời ở trong đạo. Đạo và đời đã thể nhập vào nhau, không còn phân biệt. Lý đạo cao siêu nằm ngay tại tâm này, và từ đó thể hiện ra trong từng sinh hoạt hàng ngày. Chứ lý đạo đâu phải là sự vay mượn tìm cầu
đến những điều siêu huyền diệu lý, ngay như lời khai thị ngắn ngủi về quy tắc tu học rất cụ thể, không có một điểm nào là kiêu kỳ triết lý. Ngài khởi đầu bằng câu: bất luận là người tại gia hay xuất gia, rồi kết thúc nhất định được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Triệt thị triệt chung vẫn chỉ có một đường, niệm Phật cầu giảng sanh Cực Lạc quốc. Ngài khẳng định rõ ràng, người nào niệm Phật cầu sanh Tịnh độ thì người đó được giảng sanh, chứ không có ưu tiên cho một tầng lớp đặc biệt nào. Tư tưởng của Ngài thể hiện rõ sự bình đẳng nhất mực, không có vấn đề phân biệt giai cấp đẳng thứ. Điều này chúng ta ít thấy nơi nào khác nói lên một cách rõ ràng và rốt ráo như vậy. Ngài không những chỉ nói, mà cả cuộc đời của Ngài đã thực hiện đúng theo quy tắc đó. Ấn Tổ luôn luôn khuyến khích đồng tu nên lập thành nhóm nhỏ dưới hình thức liên hữu để cùng nhau niệm Phật, số lượng không quá 20 người, bất luận là tại gia hay xuất gia, quyết một lòng chuyên tu niệm Phật. Một đường thẳng tắp siêu xuất càn khôn, thoát vòng tam giới, giảng sanh Cực Lạc để thành Phật, không khoe trương rườm rà. Như vậy, đạo tràng của quý liên hữu đang sinh hoạt rất tương tự với kiểu mẫu đạo tràng của Ấn Tổ Đề Tướng. Theo Ngài, một đạo tràng thành tựu là nơi có người giảng sanh, chứ không phải là nơi có đông đảo người lui tới. Ngài nói, độ được một người giảng sanh Tịnh độ là tạo một kẻ phàm phu thành bậc chánh giác. Công đức này vô lượng vô biên, hơn hẳn việc gieo duyên Phật Pháp cho vạn ức người. Tâm nguyện của Ngài là quyết độ người giảng sanh đi về tới Tây Phương Cực Lạc để viên mãn đạo quả, chứ không phải chăm chú thuận theo cái tập khí sai lầm của thiên hạ, cứ chạy theo miếng mồi phước báo nhân thiên, vô tình làm cho chúng sanh bị sập bẫy luân hồi, lún sâu trong sáu đường sanh tử đọa lạc, tiếp tục chịu cảnh khổ đau vô lượng kiếp. Quý đạo hữu đã có nơi tạm ổn để có cơ hội hàng tuần gặp nhau niệm Phật, bây giờ hãy cố gắng làm sao cho từng người được nắm chắc phần giảng sanh, thì đạo tràng của chúng ta sẽ thực sự thành tựu, hoàn thành được tâm Bồ Đề cao cả. Thực hiện mục tiêu này cũng không có gì khó khăn lắm đâu. Một là hãy quyết lòng chuyên tu niệm Phật, hai là cẩn thận hộ niệm lúc lâm chung. Làm trọn vẹn được hai điểm này thì chắc chắn sẽ có sự thành tựu, cơ hội độ người giảng sanh không có gì là khó khăn cả. Chuyên lòng niệm Phật, hãy quyết định giữ một chánh hạnh là câu Phật hiệu A-di-đà Phật, một chánh nguyện là cầu giảng sanh Tịnh độ, một chánh tín là tin chắc sẽ được giảng sanh Cực Lạc. Còn tất cả những việc phước thiện thì nên tùy duyên, nhất định không phan duyên. Nên biết hạ cấp chúng xuống thành loại trợ nguyện, trợ hạnh. Trợ là không phải chánh, nghĩa là làm rồi biết quên chúng đi, gọi là làm mà không làm, không làm mà làm. Đừng ngày ngày nặng óc tìm cầu phương cách này, phương cách nọ để tạo phước làm chi cho mệt óc, lại thêm phiền não. Người chỉ chuyên làm việc phước thiện mà lơ là việc niệm Phật cầu giảng sanh Tịnh độ thì dù có tu hành siêng năng cho mấy, nhiều lắm cũng chỉ hưởng được chút phước báo nhân thiên, chứ khó có hy vọng được giảng sanh thoát vòng tam giới. Tịnh An Đại Sư nói, làm thiện làm phước thì tốt đấy, nhưng việc sanh tử thì sao? Còn xa vời vợi, thiện nghiệp càng nhiều, sanh tử càng lớn, luyến ái càng nặng, mãi mãi vẫn còn dính mắc trong sáu đường khổ hải. Cho nên tu hành cần phải xác định rõ mục đích, nếu không đời đời kiếp kiếp cứ lao đao lận đận trong chốn luân hồi, không những không có ngày thoát khổ được vui, mà còn khó tránh khỏi khổ nạn. Thế mà hầu hết người tu hành ngày nay cứ lo tìm phước, không chịu tu huệ, cứ cầu giàu sang, không cầu siêu xuất tam giới, giảng sanh thành đạo vô thượng. Đạo Phật là con đường liễu đoạn sanh tử, đường giảng sanh thành Phật. Người đệ tử Phật phải biết trung thành với tâm hạnh của Phật. Nếu chúng ta muốn hướng dẫn Phật tử đồng tu thì hãy chỉ đường thành Phật cho họ đi. Đừng vì một chút danh, một chút lợi, một chút cảm tình
mà lôi kéo con người theo ngã luân hồi sanh tử. Vì con người ngày nay sống cách Phật quá xa, thời mà Pháp khó nghe được chánh Pháp, tâm trí thì hạ căn, thành ra lòng kính ngưỡng thành kính rất dễ bị lợi dụng để phục vụ cho ý đồ danh văn lợi dưỡng. Hầu hết sự tu hành thời nay thường biến pháp xuất thế gian giải thoát của Phật thành những thứ pháp thế gian hữu lậu. Thật quá oan uổng. Tôi từng gặp những cụ già 40-50 năm thường xuyên tới chùa tụng kinh gõ mõ mà chưa từng để ý đến lời nguyện giảng sanh, chưa hề hiểu chuyện liễu sanh thoát tử là gì. Trong khi kinh Phật dạy rõ ràng rằng 10 niệm tất sanh, một đời bất thối thành Phật, tại sao không ai nhắc nhở dùm cho các cụ hãy tránh con đường đọa lạc xa, hãy mau theo đường giải thoát vậy? Cho nên tu hành không phải chỉ là làm thiện, mà chính yếu là tu thành Phật. Nếu không rõ ràng mục đích tu hành thì như Ấn Tổ nói, mãi mãi chìm trong bể khổ sông mê, phí sức uổng công, đáng tiếc lắm vậy. Làm thiện bố thí công quả, gây quỹ cúng dường chỉ là làm công kiếm phước, chứ không phải là cách tu hành thành đạo. Có phước thì tốt hơn người thiếu phước, nhưng có phước mà ngu si thì như Ngài Tịnh Không nói, coi chừng sinh thành loại súc sanh để hưởng phước. Thế gian này có những con chó được ông chủ tỷ phú cưng chiều nuôi dưỡng. Sung sướng thì có sung sướng, nhưng ngu si thì thật là ngu si. Kiếp chó thì đời đời kiếp kiếp là chó. Khi xong đời này, liệu có còn phước để hưởng nữa chăng, hay sẽ phải lang thang tìm ăn nơi các đống xác? Người biết tu hành cần phải hiểu cho thật sâu lý đạo, chứ không thể bừa bãi vô trách nhiệm với chính huệ mạng của mình được. Làm phước làm thiện là cái hạnh bố thí, chứ không phải là mục đích tu hành. Bố thí có bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Bố thí thì hưởng được cái phước ở đời sau, chứ không phải bố thí là thành đạo, chớ nên lầm lẫn. Cho nên làm phước thiện phải biết tùy theo nhân duyên. Nhân ở tâm, duyên cũng ở tâm. Cứ một lòng giữ tâm thiện lành thì tự nhiên duyên lành sẽ đến. Điều chính yếu của người thực sự tu hành vẫn là phải giữ tâm thanh tịnh niệm Phật. Tâm nguyện tha thiết nhất là báo thân này được giảng sanh để thành Phật. Thành Phật mới cứu được ta, mới độ được chúng sanh. Niệm Phật không được hồ nghi, không được xen tạp, không được đổi ý. Đúng ra chúng ta phải nói là không được gián đoạn mới đúng. Nhưng thực ra sự gián đoạn sâu xa nhất chính là cái tâm chuyển hướng. Sự chuyển đổi này suy cho cùng chính là niềm tin không vững chắc, nên mới chao đảo, đổi dời, tạp loạn, làm mất chánh niệm, đưa đến mất phần giảng sanh. Niềm tin không vững chính là những người bạc phước lắm vậy. Chúng ta đừng nên đóng vai những kẻ bạc phước. Hộ niệm lâm chung, hãy nghiên cứu tường tận phương cách hộ niệm cho người lâm chung. Trong năm qua 2006 ở Việt Nam có hàng trăm người giảng sanh, nhiều người ra đi với thoại tướng tốt đẹp bất khả tư nghị. Tất cả đều nhờ công đức hộ niệm của các đồng tu phát tâm. Nhiều nhóm hộ niệm làm việc rất dễ thương. Họ phát tâm cứu người, không nhận một đồng của gia chủ, không dám ăn một chén cơm của gia đình bệnh nhân. Họ tự đem theo lương thực trong 7-8 ngày và đi xa hàng mấy trăm cây số để hộ niệm cho một người bệnh họ chưa hề gặp mặt qua. Công việc hộ niệm của chư vị đồng tu ở Việt Nam đã tạo được một thành quả rất đáng khen ngợi, kết được duyên Phật Pháp khá lớn cho chúng sanh. Nhiều gia đình chưa tu học Phật, nhờ phước đức mà khi sắp lâm chung được người đến hộ niệm. Họ niệm Phật ra đi với thân tướng sắc diện tốt đẹp, hiển hiện mà trước đây chưa ai từng thấy qua. Từ đó, cả gia đình đồng phát lòng tin tưởng, đồng thọ tam quy ngũ giới, rồi cùng nhau phát tâm ăn chay, niệm Phật. Có nhiều vị nói với tôi rằng sẽ sẵn sàng đi tới bất cứ nơi nào cần để hộ niệm cứu người, quyết định không đòi hỏi một đồng phí tổn. Chỉ cần một phát tâm này thôi, công đức đã vô lượng rồi. Tại sao họ phát tâm mạnh mẽ như vậy?
vì chính mắt họ đã chứng kiến cảnh người đi vãng sanh, chính họ đã niệm Phật tiễn đưa người đi về Tây Phương Cực Lạc. Ai hồ nghi không còn hồ nghi nữa, ai dèm pha không dèm pha nữa, ai chống đối nếu có cơ may chứng kiến được, chắc chắn phải giật mình tỉnh ngộ, đành cúi đầu xin sám hối. Pháp niệm Phật bất khả tư nghị. Lời Phật dạy, mười niệm tất vãng sanh, nhất định không sai. Người nào muốn giữ được chánh niệm để được mười niệm hoặc một niệm sau cùng thoát dòng sanh tử, vãng sanh thành đạo, thì không có gì cao kỳ ta lạ, mà chính là thực hiện đầy đủ ba bóng tư lư, tín, nguyện, hạnh và chuẩn bị hộ niệm cứu nhau khi hữu sự. Còn những người hộ niệm phải biết cách khai thị, hướng dẫn, giải tỏa mối lo âu, cố gắng giúp cho bệnh nhân giữ vững tính tâm, ý nguyện vãng sanh, nhắc nhở người lâm chung buông xả vạn duyên để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Những điều cấm cửa như khóc lóc, đụng chạm, vân vân đừng nên phạm. Thực hiện được như vậy thì chắc chắn ai cũng được phần vãng sanh. Anh chị em đã lấy lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư làm kim chỉ nam thì hãy y giáo phụng hành, chắc rằng sẽ được đại thiện lợi. Ngài Tịnh Không nói, phương thức của Ấn Tổ rất thích hợp với thời này, có thể ứng dụng cho suốt 9.000 năm còn lại của thời mạt pháp, vừa cứu vãn cái nguy cơ của Phật giáo, vừa thiết thực cứu độ chúng sanh. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, giữ vững tính tâm không lay chuyển, đây là con đường thẳng tắc thành đạo. Cứ vậy mà đi, quyết lòng hộ niệm cứu độ nhau, thì từng người đồng tu khi mạng báo thân sẽ được về giới Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cho, hộ niệm vãng sanh là chúng ta là một việc thay Phật cứu độ chúng sanh, công đức này vô lượng. Xin tất cả anh chị em nên phát tâm mạnh mẽ. Thực ra, chủ trương của Ấn Tổ cũng không phải là điều mới mẻ, mà chính là sở nguyện độ sanh của ba đời mười phương chư Phật. Tất cả chư Phật trong mười phương đều dồn nỗ lực để độ người vãng sanh Tây Phương. Chúng ta đang quyết tâm khuyên người niệm Phật, đang hướng dẫn nhau sự hộ niệm vãng sanh, đang nhắm thẳng đến việc cứu người về miền Cực Lạc, thì chúng ta đã đồng nguyện đồng hạnh với chư Phật rồi đó. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói, Đức A Di Đà Phật lập 48 đại nguyện chỉ vì muốn độ hết chúng sanh trong cửu pháp giới vãng sanh bất thối thành Phật. Trong đó đặc biệt nhất là hạng phàm phu ngu muội, vì chính hạng chúng sanh này không thể nào có năng lực tự vượt tam giới để thoát ly sanh tử khổ nạn. Hạng chúng sanh hạ căn không có khả năng tự tu thành Phật, không có khả năng tự vượt tam giới để giải quyết việc sanh tử luân hồi. Nếu không có phương tiện độ sanh này, họ đành chịu cái nạn trầm luân khổ hải trong tam đồ lục đạo vô lượng kiếp. Cái khổ này lớn lắm, đau khổ lắm, bi thảm lắm, không có lời nào diễn tả nổi. Chư Phật nhìn thấy sự đau khổ này mà bất nhẫn, lòng đại từ đại bi của quý Ngài không nỡ đứng yên nhìn chúng sanh bị đọa lạc. Các Ngài thị hiện giảng kinh thuyết đạo, thiết tha giải bày, cặn kẽ chỉ điểm, khuyên dạy cạn lời, đắng miệng. Thế mà chúng sanh chưa chịu giác ngộ, mau mau niệm Phật cầu sanh tịnh độ để chấm dứt cảnh đau khổ này, thương thay. Cho nên nếu chúng ta là người sớm hiểu chút đạo thì phải cố gắng dẫn dắt chúng sanh sớm vượt qua tam giới, hãy tận sức giúp nhau thoát khỏi ách nạn này. Đừng luận giải lung tung làm mất hướng đi, đừng triết lý kiêu kỳ làm rối tâm người, đừng lạm dụng tâm lý làm mờ lý đạo, đừng dùng pháp của bậc thượng căn mà nói với người hạ trí. Vì làm như vậy không những không có lợi cho họ, mà còn đánh mất cơ hội thoát phàm nhập thánh của Phật tử đồng tu. Cơ hội này ở đâu? Nương theo đại nguyện tiếp độ vãng sanh của Đức A Di Đà Phật, một phàm phu nghiệp nặng biết nương theo đại nguyện của Phật để được thành Phật, há không hay hơn tự cho là thượng căn thượng trí mà bị luân hồi hay sao? Tình của liên hữu quyết lòng tin Phật, quyết làm theo Phật,
tích cực giới thiệu cho mọi người câu Phật hiệu A Di Đà Phật là đầy đủ rồi vậy. Ngài Trung Phong Quốc Sư đời nhà Nguyên có lời rằng: Tiện tựu kim triều thành Phật khứ, lạc bang hóa chủ dĩ hiềm trì, nã khăn cánh dục chi hồ giả, quản thủ luân hồi một liễu thời. Dụ âm tạm dịch là: Hôm nay ta về Tây Phương, lạc bang hóa chủ còn chê muộn màng, thậm chí nghiên cứu luận bàn, đời đời kiếp kiếp lang thang sáu đường. Một khẩu khí khuyến cáo mạnh mẽ cho những ai còn cầu kỳ vọng tưởng. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau đi về Tây Phương thành Phật đi. Thành Phật bằng cách niệm câu A Di Đà Phật. Phật dạy: Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm này là Phật thì tâm này làm Phật. Tâm nào niệm Phật, tâm ấy thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật chính là đạo lý này. Đừng chạy theo cái bả danh văn lợi dưỡng, đừng tham chi thứ kiến thức hảo huyền. Người có tâm hạnh chân chính tu hành thì hãy mau mau tìm đường đi thành Phật. Thành Phật mới có năng lực cứu độ tất cả chúng sanh. Mê chi những thứ huyễn mộng phù du, khiến cho chính ta cùng chúng sanh mãi mãi mắc kẹt trong luân hồi đọa lạc, khổ đau vĩnh kiếp vậy. Pháp môn niệm Phật lấy một câu Phật hiệu A Di Đà Phật làm phương tiện cứu độ chúng sanh, dễ dàng rốt ráo cho tất cả cửu pháp giới chúng sanh viên thành Phật đạo. Nhân đồng thì quả đồng, chưa có pháp phương tiện nào có thể làm được điều này. Chưa có pháp môn nào có thể gồm thâu phàm thánh, rộng độ ba căn một cách bình đẳng như pháp môn niệm Phật. Thật bất khả tư nghị. Tất cả những lý đạo tối thượng này đều thể hiện một cách rõ rệt và đầy đủ trong những lời khai thị của Ứng Quang Đại Sư. Về vấn đề dịch thuật, theo lệ thông thường, nếu chính bản là một bài thơ thì nên dịch thành bài thơ, là văn xuôi nên dịch sang văn xuôi. Như vậy thì ổn nhất, vừa dễ dịch sát nghĩa, vừa hợp với bản gốc. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cũng thấy từ một bài thơ được dịch thành từng câu văn xuôi. Cách dịch này chú trọng về ý hơn là trọng văn. Chỉ cần giảng nghĩa rõ ràng cho người đọc khỏi phải lầm lạc là được, chứ không cần quá trau chuốt câu văn. Còn như bản gốc là một bài văn trường hàng mà dịch ra thành bài thơ thì thỉnh thoảng cũng có thấy, nhưng không được thường lắm. Có thể nói đây là thuộc về cách phỏng dịch, chứ không phải là trực dịch. Phỏng dịch thì khó được chính xác. Dịch thành bài thơ có ưu điểm là đọc lên nghe âm điệu hay ho, dễ nhớ, dễ học thuộc lòng. Nhưng cũng có những khuyết điểm có thể tránh được, là bài dịch thường bị gượng ép, mất tự nhiên. Trong thể thơ phải bị chi phối bởi nhiều luật như đối câu, đối chữ, đối nghĩa, cách gieo dần, luật bằng cách, vân vân, làm cho bài dịch thường phải thêm ý, thêm lời hoặc bị cắt xén, thành ra dễ bị lệch ý, khó giữ trọn vẹn nội dung và tinh thần của chính bản. Chính vì thế, nếu quý đạo hữu muốn dịch lời khai thị quy tắc tu học của Ứng Tổ thành thể thơ thì đây cũng là tâm ý tốt, nhưng dù sao cũng khá nên cẩn thận. Những khai thị của tổ sư thường được đại chúng tôn trọng như kinh văn. Từ bài dịch này về sau, người khác có thể dùng nó dịch ra ngôn ngữ khác. Chính vì thế, để tránh tình trạng tam sao thất bổn, chúng ta nên cố gắng dịch càng sát nghĩa, sát câu càng tốt. Ví dụ, lời của tổ sư mộc mạc giản dị thì lời thơ ta dịch ra cũng nên mộc mạc giản dị, chứ nên quá trau chuốt câu thơ cho hay đẹp hoặc cố tạo dần điệu cho êm tai mà dễ biến thành lời thơ khách sáo, thiếu trung hậu, hoặc sơ ý thêm lời chuyển ý nhiều quá cũng không tốt. Về kinh điển và những lời khai thị của chư tổ, dù âm không dám tự mình đến chính, công việc này nên dành cho các bậc tôn phẩm mới đủ uy đức đảm trách. Vẫn làm Phật tử, chúng ta có thể dịch thuận, nhưng khi làm xong nhất định phải trình lên các ngài kiểm lại hay ấn chứng mới tốt, chứ chúng ta không nên tự mãn được. Ý kiến về chuyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe của thế gian kể lại, tình thực
Đối với sự việc này, Diệu Âm thường đóng vai trung lập, ít khi nhắc nhở tới, trừ những trường hợp đặc biệt cần thiết mới đề cập đến mà thôi. Nghĩa là trước một sự việc cảm ứng, dù có nhiều người trầm trồ tán thán hoặc bác bỏ, thì Diệu Âm vẫn thường giữ im lặng, không ủng hộ, vì chưa chắc chắn rằng việc đó có xảy ra đúng như vậy không. Và những việc này thường gây ra những dư luận bất đồng, ảnh hưởng không được ổn định. Không bác bỏ vì sự cảm ứng đến lực gia trì của chư Phật Bồ Tát là điều có thực. Giả như đó là sự thật thì ta khỏi bị lỗi. Nói rõ hơn, Diệu Âm thuộc dạng ba phải, sao cũng phải ít ten vào. Còn riêng phận mình thì rất bàng quan đối với chuyện này. Không cần, không cầu, không mơ, không thèm móng khởi một tâm nào khác ngoại trừ cầu nguyện vãng sanh Tây Phương. Thành thực mà nói, những điều cảm ứng có khi tốt, có khi xấu, hậu quả thực khá bất thường. Những người hiểu đạo, biết về cảnh giới thì đây chỉ là chuyện bình thường, không mấy quan tâm lắm. Nhưng đối với người không hiểu pháp giới hoặc đường đạo chưa vững thì thường có những phản ứng tệ hại. Hơn nữa, một người dù đã biết tu nhưng ít ra cũng cần phải có tâm thanh tịnh căn bản mới có thể lấy đó làm tăng thiện duyên, trưởng dưỡng tính tâm. Ngược lại, đối với những người tinh thần không được vững, cảm xúc quá nhạy bén, định lực chưa đủ, tâm chưa được thanh tịnh lắm, thường khi nghe đến những chuyện thần kỳ hay cảm ứng cũng rất dễ sinh ra những vọng tưởng sai lầm, có nhiều khi tai hại. Đây là sự thật. Dẫn chứng về chuyện này nhiều lắm, chắc rằng quý đạo hữu cũng ít nhiều có nghe qua. Ví dụ ở đây tôi có quen một người, có một hôm chị tới tâm sự với tôi rằng người ta niệm Phật sao giỏi quá, thấy Phật hiện ra an ủi hoài, còn tôi thì không được thấy, buồn quá. Có một chị khác, hàng ngày sau bữa cơm trưa, chị ra đứng sau giường hướng về phía Tây, chắp tay lâm sâm cầu nguyện. Tôi hỏi, chị cầu nguyện gì vậy? Chị nói, tôi cầu xin Phật hiện thân cho tôi thấy. Tôi hỏi, ai bày chị vậy? Một người không thấy Phật xuất hiện thì buồn sầu, cứ nghĩ rằng mình có nghiệp chướng nặng quá, bạc phước quá, nên Phật không thương. Một người thì tích cực hơn, ngày ngày gian giái Phật hiện thân cho mình thấy một chút để thỏa lòng ao ước. Đây phải chăng là những dạng vọng tưởng không phải nhẹ? Trong kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy, đóng hết sáu căn, thanh tịnh niệm Phật liên tục thì hiện tại hoặc tương lai nhất định sẽ thấy Phật. Có nhiều người nghe vậy cố gắng tập đóng sáu căn mà niệm Phật để thấy được Phật, nhưng niệm hoài mà không thấy, đâm ra buồn bã. Thực ra vẫn còn khá may mắn cho họ vì chưa được thấy, chứ nếu thấy được rồi thì có lẽ cũng đã gặp khá nhiều chướng nạn. Vì sao vậy? Vì hình tướng thì có niệm Phật liên tục hay không chưa biết, nhưng sáu căn thì rõ ràng chưa đóng được căn nào cả. Mắt thì láo liên nhìn qua nhìn lại coi thử Phật đã tới chưa, miệng thì kêu réo liên hồi không chịu cho ai nghỉ ngơi, ý thì nghĩ tưởng lung tung chẳng biết đâu để định. Vừa niệm Phật mà vừa ngửi ngửi thử coi có mùi hương lạ nào bay đến không, vân vân. Vậy thì có đóng được gì đâu? Đóng sáu căn không được thì tâm chưa tịnh. Tâm chưa tịnh tức là đang loạn động. Tâm loạn động là vọng tâm. Đã là vọng tâm thì làm sao đạt được cảnh giới tự đắc tâm khai để hiển lộ chân tâm, để thấy Phật. Sáu căn không đóng tức là đang mở ngõ, đang vọng ngoại để đóng chờ tà khí xâm nhập vào. Vậy mà tà khí chưa tới thâm, phải chăng cũng là điều còn quá may mắn? Cho nên với lòng thành tâm, chúng tôi mong chư vị hãy mau mau tỉnh ngộ kịp thời để cứu lấy mình. Đừng nên sơ ý nữa, đừng chờ cho tới lúc có điều bất thường xảy ra, lúc đó có ân hận thì cũng hơi muộn rồi vậy. Thấy Phật là quả, chân thành thanh tịnh niệm Phật là nhân, tu hành hãy lo tạo cái nhân thiện lành, chứ sao lại cứ vọng cầu cái quả thiện lành. Không có nhân thì không có quả, vọng cầu kết quả thì quả làm sao chân thực được. Chánh tính, chánh nguyện, chánh hành niệm Phật thì được vãng sanh, vãng sanh thì gặp Phật.
hoặc A Di Đà Phật ứng hóa trong hoa sen khai thị, hoặc là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đó là thấy Phật, chứ thấy Phật đâu có nghĩa là hàng ngày cứ chờ Phật hiện thân cho mình thấy để thỏa mãn cái tính hiếu kỳ. Có Phật Bồ Tát nào lại chiều theo cái tập khí tham chấp của chúng sanh không? Thế thì làm gì có chuyện một người muốn thấy Phật lúc nào thì Phật phải hiện ra ngay cho thấy, để mình được phép đi khoe với thiên hạ biết rằng là mình đã chứng đắc. Một ví dụ khác, tôi có hay được người niệm Phật thấy Phật A Di Đà hiện ra, đây là cảm ứng khá tốt. Nhưng khi thấy, người đó đã mạnh mẽ đem chuyện này nói rộng rãi khắp nơi, tạo thành những tin tức khá sốt dẻo, làm cho tôi phải e dè và cảm thấy lo lắng. Chân tâm tự tánh của chúng ta chính là Phật, là Phật thì thấy Phật, đạo lý này không sai. Nhưng đây là nói về lý. Trong Thiên Thai giáo có giảng rõ 6 thể loại Phật, gọi là lục tức Phật. Thì lý tức Phật là chỉ cho cái chân tâm tự tánh của chúng ta là Phật. Tất cả chúng sanh đều sẵn có cái lý tức Phật này. Muốn trở về cái chân tâm, không có con đường nào nhanh chóng và thẳng tắc hơn pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật thành Phật, thành Phật thì thấy Phật. Đây là điều tất nhiên, là chuyện bình thường, chứ có gì lạ. Nhưng điều đáng nói ở đây là, liệu người được gọi là cảm ứng đó đã thành Phật chưa? Hay chỉ mới nghe có lý tức Phật thì vội vã cho mình đã thành Phật? Đây thật là một điều sơ suất cao ngạo lắm vậy. Còn sự cảm ứng thì cũng cần xác định tính chân thật của nó. Ấn Tổ nói, người đời nay hễ có được nửa phần, một phần thì nói tới 100.000 lần nhiều hơn. Người ham thích cảm ứng kể lại chuyện cảm ứng thì dễ gì không thêm bớt chút ít cho mặn mà câu chuyện. Tập khí vọng tưởng thật khá đáng ngại, nó gặp gẫm cái tâm ta một cách trắng trợn mà nhiều lúc mình không hay. Phật hay ma đều ở tại tâm, thanh tịnh giác ngộ là Phật, loạn động mê muội là ma. Ta nên xét thử tâm ta nặng bên nào hơn. Thế nên nói chuyện cảm ứng hay chứng đắc, chúng ta nên khá cẩn thận. Thành Phật, nói theo lý của viên giáo thì thấp nhất cũng phải là người chứng đắc đến cảnh giới minh tâm kiến tánh, tức là ít ra phải phá được một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân, gọi là sơ phần pháp thân hoặc sơ trụ Bồ Tát. Trong lục tức Phật gồm có lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hành tức Phật, tương tự tức Phật, phần chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật, thì đây là phần chứng tức Phật. Tới cảnh giới này, cuối ngài đã sống với chân tâm tự tánh, trở về với bản giác thanh tịnh, tịch mặc. Đây cũng chính là cái vốn sẵn có của tất cả chúng sanh. Thành ra, bảo rằng chứng đắc chứ thực ra là vô sở đắc, là trở về với chính tâm mình. Một người đã chứng đắc thì chắc chắn phải thông đạo lý này. Đã thanh tịnh, tịch mặc thì làm gì có chuyện phải dính vào cái trạng thái vui mừng khấp khỉnh, chạy đi khoe khoang ra ngoài. Chính vì thế, chúng ta chớ nên sơ ý tung những tin tức không xác đáng, dễ tạo nên những phản ứng bất thường trong nhân gian và khuấy động tâm người tu học Phật. Người không tin Phật Pháp thì cho đó là mê tín dị đoan, họ chống đối với Phật Pháp. Người thật thà tu hành nhưng tâm chưa vững, đạo lý chưa thông, cũng dễ sanh ra vọng tưởng, hàng ngày cứ thầm ước mong được cảm ứng, cầu xin được thấy này thấy nọ. Chống đối thì không tốt, nhưng vọng tưởng cũng chẳng hay ho gì. Tất cả đều là nhân duyên trong tam đồ lục đạo. Đời này là mạt pháp rồi, xin cho vị hãy cẩn thận giữ tâm thanh tịnh, một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ là hay hơn cả vậy. Có một lần ngài Tịnh Không khai thị rằng, xã hội ngày nay những người tu học Phật Pháp, đặc biệt là giới thanh niên, bị ma nhập rất nhiều. Những ai thích có thần thông, có cảm ứng đều dễ bị kết duyên với ma, mà sẽ lợi dụng nhược điểm đó của quý vị đến lay động quấy phá. Cho nên người tu học Phật Pháp trong thời đại này cần phải có cảnh giác cao độ. Khi niệm Phật phải giữ tâm thật chân thật, không nên mong cầu cảm ứng. Ngài còn nói rõ hơn, người niệm Phật thỉnh thoảng mơ thấy Phật A-di-đà, như vậy là công phu niệm Phật được cảm ứng. Nhưng nếu thường xuyên thấy Phật thì phải cẩn thận, coi chừng công phu không đúng hoặc có vấn đề đó. Cách đây mấy năm, có một quyển sách được ngài Liên Du dịch
lấy tựa đề là quê hương cực lạc, mà chính bản trong quá khứ đã từng bị Ấn Quang Đại Sư cấm phát hành. Dù âm chỉ nghe qua băng cassette, toàn bộ những cuộn băng hầu hết nói về công hành tu hành của các vị tổ sư khá hay. Mới đầu, Dụ Âm cũng chưa tìm được chỗ sơ suất nào đến nỗi phải cấm lưu thông. Nhưng khi lần mò nghe đến phần cuối, mới chợt nhận ra cái lý do tại sao ngài cấm. Đó chính là tác phẩm có chỗ đã cố tình nói ra những điều cảm ứng thần kỳ và thổ lộ những cảnh giới lạ khá bất thường. Những hiện tượng huyền bí, những cái nghe cái thấy bất thường, những sự cảm ứng huyền diệu vân vân có hay không? Có, chắc chắn có. Đã có thì sự thật cứ nói rõ ra cho mọi người biết, chứ cần chi phải e ngại. Xin thưa, thường tình của thế gian thì không ngại, nhưng chư tổ sư đại đức thường khuyên nhắc chúng ta phải hết sức cẩn thận điều này, chớ nên sơ ý lộ liễu, thì chắc chắn phải có nguyên do chính đáng trong đó. Chúng ta đang sống gần gũi với hoàn cảnh vật chất, những điều gọi là mắt thấy tai nghe thực ra chỉ là những thứ hữu hình cục bộ vô cùng hạn hẹp. Còn có vô lượng vô biên những cảnh giới khác vô cùng huyền hóa phức tạp mà cái nhìn của thế gian chưa thể nào giới tới. Vấn đề cảm ứng thì tâm thức của con người đóng vai trò quan trọng. Một khi tâm chưa thanh tịnh, định chưa có, huệ chưa khai, thì chúng sanh đang bị vọng tâm chi phối rất nặng. Chính vọng tâm nó duyên với những cảnh giới hư vọng. Đối với một người huệ chưa khai thì rất khó phân biệt chân hay giả. Tâm chưa định thì rất dễ bị dẫn dụ đi lạc đường. Nhất thiết duy tâm tạo, tâm chúng sanh đang loạn thì cái thấy cái nhìn thường là hư vọng, khó được có sự chân thực. Con người nếu không chú ý đến điều này, rất dễ vướng phải những duyên ác xấu dẫn tới chỗ đọa lạc. Đây có lẽ chính là lý do mà chư vị tổ sư nghiêm cấm những vọng cầu lộ liễu vậy. Còn những người không tin sự cảm ứng thường viện dẫn đến danh từ khoa học. Nhưng thật sự, giới khoa học ngày nay vẫn chưa hiểu thấu những vấn đề này. Sở trường của khoa học mạnh về vật chất hữu hình. Những khám phá của họ chẳng qua cũng chỉ mở ra thêm một chút kiến thức về sinh hoạt hữu hạn nào đó trong thế giới này mà thôi, chứ không thể cho đó là tất cả hiện thực của hư không pháp giới được. Liệu khoa học có khám phá ra hết tất cả mọi chuyện không? Không thể được. Vì sao vậy? Thành thực, sự phát triển của khoa học đã giúp cho con người hiểu thêm vào cảnh giới. Nhưng dù sao, cho đến ngày nay khoa học vẫn còn quá hạn chế, quá cạn cợt so với thực tướng của vũ trụ nhân sinh. Vì khoa học, dù có phát triển nhiều cho mấy đi nữa, thì cũng chỉ gói ghém trong phạm trù tâm thức của con người, cái mà trong nhà Phật gọi là phân biệt chấp trước, chứ không thoát qua khỏi cái ranh giới của trí thức. Khoa học là nghiệm chứng, Phật học là tâm chứng. Tâm đây là chân tâm, chứ không phải là trí thức. Muốn được tâm chứng phải phá vô minh, phân biệt, chấp trước. Nghĩa là khi nào trở về chân tâm tự tánh mới có thể thấy được thực tướng. Làm sao trở về chân tâm? Hãy buông tình thức ra, niệm Phật để thành Phật. Thành Phật là trở về với chân tâm tự tánh. Trở về với chân tâm tự tánh là viên mãn giác ngộ. Còn dướng vào tình chấp của ý thức thì vĩnh viễn không có ngày khai ngộ. Con người từng thế hệ nối tiếp nhau nghiên cứu, cố gắng khám phá ra những điều mới lạ. Đợt này có một số người nghiên cứu, tìm hiểu một ít vấn đề rồi chết. Đợt khác lại có một số người tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu rồi chết. Lớp người trước chết đi, để lại cho lớp người sau một đống kiến thức để tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu để rồi nghiên cứu. Nghiên cứu gì đi nữa thì sau cùng họ cũng phải chết trong mê mờ đọa lạc. Đọa lạc thì phải chịu nạn. Cái nạn này là bị đau khổ trải qua hàng vạn kiếp. Vạn vật biến hóa vô thường, định luật thành trụ hoại không chưa từng ngưng nghỉ. Thương hại biến di tan điền. Thì sau khi khỏi đại nạn, còn ai có cơ hội nào nhìn lại được cái nền văn minh khoa học tiến bộ hôm nay? Phật dạy vạn pháp giai không. Con người chưa thấu cái lý không của vũ trụ vạn vật, cứ quần quật bám vào sự vô thường mà nghiên cứu, mà tìm cầu, để sau cùng chính mình rước lấy sự huyễn mộng ê chề vô thực. Chấp vào cảnh giới vô thực thì đành chịu thất vọng chua cay. Trải qua một cuộc cách ấm thì quên tất cả. Sau cái quên đó, liệu có còn gì nữa để mà nghiên cứu? Còn nhớ gì nữa đâu mà tiếp tục phát minh? Phải chăng sự chết đã cướp đi tất cả những gì mà chúng ta đang cố gắng xây dựng nên ngày nay? Điều đau khổ này
khoa học không giải quyết được. Đó là chưa nói đến giới khoa học có biết phân biệt vấn đề chánh tà không. Thực là chánh, giả là tà. Nếu quá chủ quan, lại không biết tu hành, lỡ lún sâu vào tà đạo rồi thì sẽ bị thảm hại biết chừng nào. Chính vì thế, Phật dạy chúng sanh phải lo thoát ly sanh tử luân hồi, phải đoạn lìa tam giới mới mong có ngày khai ngộ. Muốn vậy, không có con đường nào tốt hơn là giữ tâm hồn thanh tịnh, chớ hiếu kỳ, chớ chạy lung tung, không vọng cầu cảm ứng này nọ. Cứ việc thành tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ thì chắc chắn có ngày được độ. Còn người nào chưa thấy sự chết sống là việc lớn, cứ nhắm tới chỗ đọa lạc cho là vui, còn tham đắm những kiến thức thế gian, còn thích tạo ra những công trình gọi là vĩ đại, thì ngày nay dù có được sự nghiệp vĩ đại cho mấy, sau cùng cũng chỉ là số không, không hơn không kém vậy. Chúc quý vị niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cùng nhau đắc độ. A Di Đà Phật. Diệu Âm. Viết xong Brisbane ngày 20 tháng 3 năm 2007. Làm thế nào để tránh khỏi ánh sáng của ma, không bị ma tổn hại? Điều này rất quan trọng, quý vị cần hiểu rõ. Phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó là phải luôn luôn giữ chánh niệm. Khi giữ được chánh niệm, chẳng những ma không thể tổn hại, ngược lại còn sanh lòng tôn kính và hộ pháp. Hòa thượng Thích Tịnh Không. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.